trại huấn luyện FC Lạc. Yes sir. Tôi cũng khá là may mắn khi được là một trong số gọi là 14 anh trai tham gia vào trại huấn luyện FC Online này, vượt mọi giới hạn, siêu cầu thủ tỏa sáng. Hey. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Chris Dogmer, phóng viên hiện trường của chương trình Anh Trai FC Online. Ô, anh Giai này quay lúc nào nhỉ? Sao lúc bọn tôi đến không thấy anh Giai này nhỉ? Và ngày hôm nay là một ngày nắng đổ lửa ở trên sân vận động Santiago Bernabeu của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ chuẩn bị đưa tin về các anh trai FC Online cực kỳ là hot boy. Có người đẹp người không? Mà có một vài anh em thì sẽ có sáu múi sẽ show ra cho các bạn, người có người không. Chắc là sáu múi dồn cục thì có nhiều. Và kỹ năng của họ, kỹ năng đá bóng của họ cũng rất là thượng thừa. Son Heung-min cũng phải coi thường. Và những anh trai đó là ai thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đâu, xem nào. Ủa, hai anh này thân thế nhỉ? Anh Quang Vodka cả anh Bình Bè, hai anh này sau cái chương trình Anh Trai FC Online lại thấy thân nhau hắn nè. Thấy rất cười. À, uống nước à, uống nước à. Hello. Oh. Wow. Làm ly nước đây, làm ly nước đây. Nghĩ năm nay là tôi sẽ đạt được quả bóng vàng. Đạt quả bóng vàng luôn mà sai. Anh tiếp theo là anh Thành Hòa với lại cả anh Hùng Mai à. Anh này có vẻ ít nói chuyện với nhau này. Biết anh Hùng Mai có cái áo rộng thế nhỉ? Welcome, 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 welcome. Rồi tiếp theo là anh gì đây? Anh Lee Harry này, anh đẹp với cả anh Tú. I love. Yes sir. Hey bro. Ôi, anh đi à? Bro đây luôn à? Anh cũng đây luôn. Xe. Quý quá quá. Welcome. Enjoy. Mấy anh ấy trông. Vamos. Mấy anh ấy trông rất viên này, rất viên này. Anh Giai. Cái gì? QT và 14 ân đành à? Mẹ mày cay thế nhỉ? Cái nào mà cùng đi với nhau thì đến lúc chia đội sẽ là đối thủ của nhau. Ba tổ chức sắp xếp rồi. Cho nên anh sẽ cùng đi với Lee Harry. Đấy. Rồi, thằng anh đối thủ luôn. Bờ đất sinh tham bãi bi robot à? Thế anh trai mẹ lê khoai đâu cả thế. Anh này mẹ không đứng vào trong uống, lại đứng giữa đường uống này. Không có chỗ đứng uống hay sao, chỗ này thảm đỏ người ta lại đứng đây uống này. Nhưng mà các bạn ạ, mẹ hôm đấy quay nắng vãi cứt thề. Quay đã nắng, trời đã oi, lại còn mặc vest. Úi dồi ôi, bà mới combo mồ hôi. Sợ thật sự luôn. Anh cảm ơn. Ôi trời, chơi. Cầm lại phải uống ấy. Uống hết rồi. Uống mẹ hết rồi. Lúc nãy bảo cạn ly uống hết rồi. Thì lúc nãy bảo cạn ly. Cạn thì... cạn. Chú bịp tôi. Chú uống. Khát nước. Khát. Thôi để anh đổi ly. Không này lại không có gì chứ. Rồi, anh cảm ơn. Lại đổi ly khác. À đây ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, mình đúng tài tử điện ảnh, từ cái dáng đi cho đến dáng chào. Thề, ba anh này đẹp trai nhất chương trình. Anh trai là Trần Văn Nhím, anh trai Trần Văn Thuận và anh trai Trần Văn Khôi, ba anh trai gọi là đẹp trai nhất chương trình. Yes sir. Say. Quá là đẹp trai luôn đấy chứ. Uống nước. Dạ, cảm ơn. Đây Khôi ơi. Anh có nước à? Bọn tôi chọn vị trí. Cái đoạn này là cái đoạn test về cái tư duy đấy. Tôi muốn đá bóng lắm cơ. Anh trai .fconline.gadena.vn. Siêu cầu thủ tỏa sáng vượt mọi giới hạn. Quả giới hạn này thì chụp được ăn được tôi. Xin chào các anh trai nhá. Cảm ơn anh. Chúc sức khỏe anh. Chào các anh trai. Chào. Xin chào các anh trai. Hôm nay anh em gặp phải đối cứng đấy. Anh em gặp đối cứng đấy. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với lễ ra mắt trại đẹp dài thật sự. Trời ơi, như thế này bảo sao chị Chin thì không mê mệt thì đúng không? Quá đẹp dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với lễ ra mắt trại huấn luyện bóng đá anh trai FC Online. Với tôi là đứng hơi nặng thôi. Như quý vị và các bạn đã biết, FC Online sẽ chính thức ký hợp đồng bom tấn với 14 nhà sáng tạo tài năng. Yes, để đưa họ vào trong game dưới mô thẻ Votalize Ambassador mà Missy Gaming và Chris Devil Gamer đã xuất hiện trước đó.
Và đương nhiên rồi, không cần phải bàn cãi quá nhiều, họ là 14 anh trai có sức ảnh hưởng, đẹp trai và có đóng góp nổi bật trong suốt thời gian vừa qua thưa quý vị. Và đây cũng chính là chương trình huấn luyện đặc biệt để đánh giá đào tạo. Đấy là đóng góp của anh Rambo dành cho FC Online không? Sự kiện ngon. 14 anh trai tuyển chọn ra một siêu cầu thủ toàn diện. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 14 anh trai FC Online sẽ tham gia trong chương trình huấn luyện đặc biệt này. Anh à, đầu tiên xin giới thiệu anh trai Bông Mai. Xin giới thiệu anh trai Bình Bè. Chiều Nguyễn Phi. Anh trai Hakumen. Anh trai Ibi Robot. Giới thiệu anh trai Bình Bè. Anh trai Hakumen đang định uống thì anh trai này chào thế. Húc mẹ vào tay. Anh trai Hakumen. Anh trai Tú đang định uống thì anh trai Hakumen giơ tay lên huých mẹ vào mồm luôn. Đau. Mặt này là hơi đau này. Trai Ibi Robot. Bình Bè. Đây xem lại này. Anh trai Hakumen. Anh trai Ibi Robot. Đau. Xin giới thiệu kiện tướng eSports. Anh trai Lee Harry. Anh trai Lê Khôi. Anh trai Racing Time. Anh trai Trần Thái Linh. Anh trai Snake. Xin giới thiệu anh trai Rambo. Anh trai Tú I Love. Rambo. Anh trai Vodka Quang. Yes sir. Anh trai Thanh Hoa. Vâng, cuối cùng xin giới thiệu anh trai Đẹp Nguyễn. Cứ hú thôi. Đây cũng là cái chương trình tôi tưởng là đây là hoa quả sơn không chừng ấy, mọi người cứ nói anh trai nào là gọi là trại huấn luyện FC Online đầu tiên của chị chúng ta đây. Xin một ít cảm nghĩ đi, đầu tiên Bông Mai đi. Xin thưa anh Tuyền, là cảm nghĩ của em là em rất là vinh dự khi mà được đứng với cả 14 anh tài rộng thế, ai cũng đẹp trai, ai cũng giỏi hết. Nhưng mà để mà chọn ra người xuất sắc nhất hôm nay thì khó, tại vì trong mặt ở đây thì ai cũng là một người cực kỳ xuất sắc. Ôi, mà anh này nói thật với các bạn là trước khi đi quay là anh Jai Rambo là có sang nhà thầy Onip để mượn được quyển sách là khéo nói khéo ăn thì có được cả thiên hạ. Đấy, thế nên là lý do vì sao mà hôm quay chương trình anh Jai ăn nói khéo tẹt luôn. Nước mượt mượt luôn. Chỉ số quốc dân này. Hôm nay là mọi người ở đây đến đây rất là sang trọng. Có khi nào là tí nữa mình gặp được một siêu sao của thế nào không nhỉ? Mỗi anh em ở đây đã là một siêu sao trong game rồi đấy. Có biết đâu. Khách mời là siêu sao rồi à? Nhưng mà đương nhiên trại huấn luyện thì sẽ có siêu sao đến để huấn luyện. Bởi vì là muốn trở thành siêu sao thì phải được huấn luyện bởi siêu sao. Đúng. Đấy, kiểu như vậy. Bên cánh trái của tôi, I Love. Thì mình nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc đào tạo, cuộc tranh đấu có lẽ là cũng rất là kịch tính. Chương trình hôm đấy có phỏng vấn tôi mà nhở. Mỗi anh trai lên nói một câu mà tôi cũng nói mà sao không thấy đưa tôi lên nhở. Chương trình này cắt của tôi là như nào nhở? Chương trình này cắt của tôi rồi các bạn ơi. Hôm đấy lên là tôi có trình bày. Ui, đây đúng là giấc mơ từ hồi bé của em khi xuất hiện ở trong một tựa game quốc dân như là FC Online. Đấy, tôi có nói câu đấy mà. Chương trình cắt của tôi rồi. Rồi. Sơ chi mơ cỏ bị cắt rồi. Bị cắt luôn đoạn đấy rồi. Mình nghĩ là hôm nay sẽ có rất nhiều chông gai để các anh trai vượt qua thử thách. Nhưng mà đối với mình thì đây như một đảo thiên đường đứng giữa gọi các anh trai vạm vỡ. anh này hay xem game show. Anh này là rất hay cày game show. Em rất là được vinh dự khi được tham dự cái trại huấn luyện cùng anh em ở đây. Và em rất là háo hức để mong chờ những cái thử thách và cái bộ chỉ số cuối cùng của đấy, mong đợi bộ chỉ số. Nhưng mà giống như anh Nhím thì em cũng có một cái ở đây là một giấc mơ với em. Ngày xưa mình mơ là vào tuyển trẻ xi măng Hải Phòng nhưng không được. Chúc mừng em, dù sao hôm nay cũng là ước mơ khác đúng không? Trở thành hiện thực thôi. Mơ để vào vâng, để trẻ. Tìm ra một anh trai xuất sắc được thiết kế toàn diện về ngoại hình và các chỉ số thì FC Online sẽ mang đến cuộc đua như mọi người đều biết rồi, đó là anh trai FC Online vượt mọi giới hạn, siêu cầu thủ tỏa sáng. Chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay. Sẽ có 5 tiêu chí để chúng ta tìm ra siêu cầu thủ đó. Bắt đầu từ 12/9 đến dần, ngày bao nhiêu tiêu quên chí sáng tạo, tiêu chí sức ảnh hưởng, tiêu chí yêu thích và đương nhiên tiêu chí tài năng. Chắc mẹ nhiều tiêu chí vãi cứt ra. Chán rồi. Mỗi tiêu chí chiếm 20% trong tổng điểm ở cuộc đua cuối cùng. Và đặc biệt quyền quyết định phần lớn này trong tay các bạn khán giả đang xem chương trình. Vỗ tay đào để họ vote cho mình. Vỗ tay cho anh em NBC ơi, nhớ vote cho tôi nha anh em NBC ơi.
Các anh em NBC trên kênh chat ơi, nhớ vote cho tôi, nhớ vote cho tôi. FC Online trân trọng giới thiệu cuộc đua Anh Trai FC Online sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024 với 5 tiêu chí mà một siêu cầu thủ Volta Line Ambassador cần phải có. Mỗi tiêu chí sẽ chiếm 20% trên tổng điểm trong cuộc đua cuối cùng. Số điểm cho mỗi tiêu chí như sau. Đến với tiêu chí đồng điểm trong cuộc đua. Ui, đứng bét cũng được 6 điểm mà. Khả năng cao của tôi bét là khá cao ấy. Cuối cùng, số điểm cho mỗi tiêu chí như sau. Đến với tiêu chí đầu tiên, quốc dân. Tại tiêu chí này, thứ hạng của 14 anh trai sẽ dựa trên số lượng trận đấu mà thẻ cầu thủ của anh trai được sử dụng trong các chế độ chơi của FC Online. Gồm tiền vệ như tôi thì tôi chắc là nhiều người sử dụng lắm. Tôi lấy vị trí tiền vệ mà. Volta Line xếp hạng 1-1, 2-2, giả lập xếp hạng. Tiêu chí sáng tạo, các anh trai sẽ sáng tạo và đăng tải những nội dung liên quan đến FC Online. Kèm hashtag Anh Trai FC Online, thứ hạng của mỗi anh trai dựa trên tổng số lượt xem tích lũy được từ hashtag này trên các kênh mạng xã hội của mỗi người. Rồi, cái này chắc cút. Cái này chắc là tôi cút. Để up clip lên, nếu ai xem cả, cái này chắc cút này. Quốc dân thì có thể là có người còn người ta còn sử dụng. Nhưng về sáng tạo chắc là méo ai sử dụng rồi. Sức ảnh hưởng sẽ là sự ủng hộ của người hâm mộ thông qua việc nhập mã mời tại trang anhtrai.fcline.gaina.vn và cùng nhau thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Có cả mã mời à? Bạn sẽ ủng hộ bằng cách nhập mã mời của anh trai đó và tham gia các nhiệm vụ hàng ngày để gia tăng điểm ủng hộ. Tất nhiên, bạn sẽ nhận về các phần quà vô cùng hấp dẫn. Mẹ, ảnh này thằng Bô trông béo thế nhở? Ảnh này thằng Bô trông béo thật sự thế. Như thẻ cầu thủ 14 anh trai và gói may mắn anh trai với cơ hội săn 10.000 MC hoàn toàn miễn phí. Ngon đấy. Yêu thích sẽ được mở tính năng từ ngày 19 tháng 9. Thứ hạng của anh trai sẽ được quyết định bởi số phiếu bình chọn đến từ khán giả. Mỗi khán giả sẽ được bỏ phiếu yêu thích cho 3 trong 14 anh trai. Vì thế quyền quyết định sẽ nằm trong tay bạn. Có ngày nào được vote à? Cái này ngày nào được vote à? Hay là chỉ thế lên chương trình thì mới được vote thôi? Hay là ngày nào được vote? Hay là chỉ một lần được một thôi? Em chọn anh Khôi à? Quá yêu. Cảm ơn các em. Yes sir, đấy, ít nhất là tôi cũng được 2-3 người chọn. Không đến mức là không được ai chọn, đúng không? Chỉ được chọn một lần nữa à? Anh à, được quá nhờ, được quá nhờ. Đây, để tôi lên tôi vote xem nào. Anh Trai FC Online à? Anh Trai FC Online. Đây. Đăng nhập rồi đấy. Em chọn anh nhưng không xác nhận à? Đệt. Úi giời. Anh à, nhà trông được quá này. Chàng streamer thuộc Refund Gaming phong cách hài hước và duyên dáng. Đấy. Mỗi tội để cái mặt trông béo thế. Pháp sư mở thẻ. Úi giời, trông anh này tóc rồi cắt đi. Thằng này mặt cũng béo nha, Anh này trông buồn cười là anh này trông mặt như điên nhau này. Ô thằng này tóc cắt lại không bị, nhưng mà tay hơi cao rồi. Ừ, trông cứ như kiểu tự lên sti mình ấy. Ấy giời, anh này trông được quá này, trông nghiêm túc này. Tề để có tay trông buồn cười vãi trưởng ạ. Khoanh tay kiểu rất chậm. Ừ, anh này thì béo ý. Đây tôi đây. Rồi. Được cái chứ. Trông mặt nó nghiêm túc đấy chứ. Mỗi tội là mắt hơi ngáy ngủ tí. Hôm nay quay buổi sáng nó mắt hơi ngáy ngủ tí. Ui. Mẹ mày Harry Maguire à. Anh này trông hơi nghiện. À, anh này trông ngầu ta. Úi giời, anh này đẹp dai ta. Mỗi tụi anh này trông kiểu ánh sáng, trông hơi khác với mọi người nha. Với ngoại hình điển trai và có phần ngây thơ. Ngây thơ quá. Gặp quà may mắn.
Chọn anh Tài yêu thích à? Đấy, tôi chọn anh Tài Lê Khôi. Xác nhận. Gắp luôn. Ô. Ờ, à, phải xe nữa à? Bảng xếp hạng anh trai. Úi dồi, mày có cả bảng xếp hạng anh trai mà. Quốc dân 20, ảnh hưởng 16. Quốc dân 8, sáng tạo 16, ảnh hưởng 8. Quốc dân 6, sáng tạo 20, ảnh hưởng 6. Quốc dân 10, ảnh hưởng 20. Quốc dân 16, ảnh hưởng 8. Quốc dân 10, ảnh hưởng 12. Quốc dân 12, ảnh hưởng 10. Alo. Ờ, đây, 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 đây. Bạn đợi tôi xuống lấy nước ấy. Quốc dân 10, ảnh hưởng 10. Quốc dân 8, ảnh hưởng 10. Quốc dân 8, ảnh hưởng 8. Quốc dân 6, ảnh hưởng 8. Quốc dân 8, ảnh hưởng 6. Thế ông lão bảo chọn tôi đây. Sao có 6 ông chọn vậy? Sao ít vậy? Đợi tí cho tôi xuống lấy nước ấy. Thế có mấy ông rất lừa. Bảo chọn tôi không thể chọn. À đây bên quốc dân là chọn à? À đây à? Ui, được có 700 lượt chọn à, thề. Còn còn ít hơn cả anh Bình Bê mà. Ít hơn cả anh Bình Bê luôn, thề. Sáng tạo. Sức ảnh hưởng là cái gì? Sức ảnh hưởng là cái gì đấy? Bảng xếp hạng yêu thích. Cái này chưa mở. Tài năng. Chưa mở. Anh trai yêu thích à đây. Nhận ngay một lượt gấp à. À đây. Bình chọn của Vũ Bang 14 anh Tài yêu thích. À được. Tôi sẽ vote cho chính tôi. À 19 tháng 9 mới mở à. Anh trai tài năng. Bình chọn anh trai gây hài. Ừ, tôi lại vote cho chính tôi. Đấy. À mùng 3 tháng 10 à. Thế thôi hết rồi. Ôi, xem tiếp thôi. Tiêu chí tài năng là tiêu chí sẽ được thử thách với hoạt động diễn ra tại trại huấn luyện bóng đá anh trai FC Online trong 2 ngày sắp tới. 14 anh trai sẽ phải trải qua các bài kiểm tra khắc nghiệt về các kỹ năng đá bóng cũng như kiến thức ở trại huấn luyện đặc biệt của chúng tôi. Tuy nhiên, thứ hạng của các anh trai tại bảng xếp hạng trên chỉ chiếm 50% số điểm của tiêu chí tài năng. Sau khi kết thúc tập 4, các bạn có thể bình chọn cho anh trai gây hài nhất trong show tại trang web anhtrai.fclive.gaina.vn từ ngày 3 tháng 10 đến hết 6 tháng 10. Anh trai có số điểm tổng cao nhất sẽ thắng cuộc và trở thành siêu cầu thủ Vontalai Ambassador, người sẽ được thiết kế lại ngoại hình hoàn thiện và chân thật nhất. Bạn nghĩ anh trai nào sẽ vượt mọi giới hạn và tỏa sáng? Hãy ủng hộ và bình chọn ngay cho họ thôi nào. Quý vị và các bạn cũng có thể nhận được thẻ cầu thủ của 14 anh trai này và ủng hộ họ tại trang web anhtrai.fclive.gaina.vn. Yes sir. Yes sir. Quá tuyệt vời. Tay thôi. Nhớ bốt anh em, nhớ bốt nha. Tiêu chí tài năng là tiêu chí sẽ được thử thách với các hoạt động diễn ra tại trại huấn luyện bóng đá trong 2 ngày sắp tới. Yes sir. 14 anh trai sẽ phải trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt về kỹ năng đá bóng cũng như kiến thức ở trại huấn luyện đặc biệt của chúng tôi. Rất nhiều thử thách ở phía trước. Và ở mỗi thử thách thì các bạn sẽ phải giành chiến thắng và thu thập thật nhiều điểm. Anh trai nào xếp hạng càng cao thì càng có lợi thế trong cuộc đua tập. Và bây giờ thì các anh trai đã sẵn sàng tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt của chúng tôi chưa? Sẵn sàng! Yes sir! Yes sir! Và bây giờ thì mời các anh trai sẽ cùng đến với căn phòng ký hợp đồng huấn luyện cầu thủ FC Online của chúng tôi. Ký cầu thủ thôi! Ký hợp đồng thôi, ký hợp đồng thôi! Cuộc đua của 14 anh trai FC Online đã chính thức bắt đầu. Quyền quyết định sẽ nằm trong tay bạn. Hãy ủng hộ và bình chọn cho các anh trai tại anhtrai.fclive.gaina.vn và nhận ngay thẻ Vontalai Ambassador của các anh trai cũng như cơ hội săn 10.000 FC hoàn toàn miễn phí. Ui, sao hai anh lạnh lùng thế à? Anh ơi! Chào mừng đến với trại huấn luyện bóng đá anh trai FC Online. Anh à? Trong trại huấn luyện, các bạn sẽ phải trải qua rất nhiều những thử thách khắc nghiệt đến tê liệt để tiến đến danh hiệu siêu cầu thủ FC Online. Điều 1, ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tổn nào về tay, chân, mặt hay là bất kỳ bộ phận nào trong cái kể cả tinh thần. Phương châm anh trai ở trại cứ cười nhỉ.
chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đường vinh quang hay đường cụt phụ thuộc vào lựa chọn của bạn. Nếu đồng ý, hãy xác nhận vào bản hợp đồng cầu thủ này. Anh này đọc lâu quá. Sau khi thay đồng phục, bạn trở thành học viên chính thức của trại huấn luyện. Sao điều khoản không có lương lậu gì nhỉ? Anh ơi, đừng có cười nữa anh. Lương lương em bao nhiêu? Anh ra thì cứ cười thôi. Anh, em ghi thêm điều khoản vào đây thôi. Em xin kiến nghị mức lương 5 in-game tăng thưởng theo phong độ. Cái điều khoản thứ hai của em quan trọng nhỉ? Không chung đội với Lê Khôi. Ê! Quanh nào là biết canh bình be là anh nào không nhỉ? Hà, quanh nào biết canh bình be là anh nào không ta? Cha. Va luôn mà thề, mới tập 1 đã va, không chung đội với Lê Khôi rồi. Như nào ấy nhỉ? Anh này chê tôi đúng không? Bây giờ xem lại chương trình mới biết, hóa ra là nhét thêm cả câu này. Được nha. Kiến nghị mức lương 5 in-game, tăng thưởng theo phong độ 8 chỉ số ẩn, không chung đội Lê Khôi. Ok. Tôi có được muốn chung đội với anh ý đâu mà, tốt quá. Mình chưa ra tay, người ta đã ra tay trước. Thấy chưa? Ở đây thì... Tôi có muốn chung đội với cả anh Bình Bè đâu mà, anh này anh nói thế tôi lại đồng ý luôn. Anh ấy không chung đội với tôi đồng ý luôn. Cảm ơn anh Bình Bè nhá. Nói thế chứ chương trình này nó nhiều sự bất ngờ lắm các bạn ạ. Cứ tưởng như là không được chung đội là không được chung đội ấy. Nó nhiều cái nó bất ngờ lắm, nhiều cái mà không thể tưởng tượng ở đâu, nhưng mà mỗi tội là để ý là anh này đẹp trai. Anh trên hình đẹp trai thật. Có kiến nghị thì tôi xin phép là sửa một vài những cái điều ở trong hợp đồng, xóa chữ không rồi đi này. Ban tổ chức phải chịu trách nhiệm bất kỳ thương tổn này. Tôi cần ít nhất là một căn chung cư. Đấy, đi lại thì phải có xe đưa đón hàng ngày. Ôi trời ơi đấy, thấy chưa? Người ta cầu thủ là người ta phải đầy đủ. Để mà thi đấu, để mà luyện tập thì người ta tôi yêu cầu có cho tôi một căn chung cư hoặc ít nhất là một khu resort. Có xe đưa đón hàng ngày để tôi ra sân thi đấu. Lương 5.000 đô một tuần. Rồi, khởi lương 5.000 đô một tuần, được chưa? 5.000 đô một tuần lương. Lương. Đồ cu. Đồ cu. Trông lại người và cứ là đều. Đồ cu. Bạn ủng hộ ai trở thành siêu cầu thủ FC Online? Hay... Nhưng mà đẹp trai mà đúng không? Mini face tôi bị đẹp trai luôn. Hả? Mình phải tôi liền sai luôn của ông. Lẹt tơ đu khu. Sổ. Bạn. Bạn ủng hộ ai trở thành siêu cầu thủ FC Online? Hãy chọn 3 cái tên mà bạn cho là xứng đáng trong 14 anh trai đang có mặt ở đây. Có thể lựa chọn cho chính mình, cái này đương nhiên. Đồng thời ký và ghi rõ họ tên của bạn. Được cái chứ, sau đó được cái bỏ lá thăm vào thùng. Mỗi lá thăm ghi tên 14 anh trai. Người vót chỉ cần tích vào 3 cái tên mình lựa chọn. Đầu tiên là em đã chọn mình. Anh Pressing Time. Anh Quang. Em có thể gạch tên một ai không ạ? Được ạ. Em gạch luôn nhá. Đấy. Anh nào mà em không thích em gạch luôn. Là anh nào đây? Vâng, lựa chọn của em. Ai, lại gạch anh Khôi. Thề. Chơi bời lại gạch cá tên người ta mà. Tại sao nhỉ? Tại sao lại thù hằn cá nhân thế nhỉ? Mới đầu chương trình, mới tham gia gọi là chương trình cái. Không vote cho người ta thì thôi, còn gạch tên người ta ra. Cách này buồn cười thật. Thế anh này có mối cái gì đấy hận thù với tôi này. Hận thù với tôi rất là sâu xa này. Đúng không? Anh này chắc chắn là có mối cái gì đấy hận thù với tôi này. Thế... Thì tôi chọn có 3 người mà. Anh gạch tôi là đúng rồi. Kiểu gì anh chả tự vote cho anh ý. Tôi có bao giờ tôi vote anh ý đâu. Bỏ anh ý. Tôi bỏ hẳn anh ý rồi. Chính ra anh này... có lẽ không biết có mặt trong 14 anh trai. Ăn thua quá. Ăn thua. Đầu tiên ăn thua. Tôi, đấy. Thấy chưa? Rất ăn thua. Rất ăn thua luôn.
Ê, rất ăn thua anh Bình Bê này, rất ăn thua. Thế nên là thôi, tôi trả vote cho anh ấy đây. Ừ. Nhưng mà tôi đẹp dài nhỉ? Đẹp dài thế. Có lẽ không nên có mặt trong 14 anh trai, ăn thua quá. Ngày đầu tiên mà tôi bình chọn sẽ là anh trai Snake. Tiếp theo sẽ là anh trai Rambo. Yes, anh trai Nhím. Đấy. Xin cảm ơn FC Online, tôi yêu FC Online. Thế anh em bọn tôi tham gia này, 6-7 anh em bọn tôi tham gia mà chỉ được có 3 vote. Ai, trời ơi. Thế là thôi, mặc dù tôi rất muốn vote cho em Bông Mai, em Đẹp Nguyễn, với cả em Quang Vodka, nhưng mà không thể nào vote được nữa rồi, bởi vì chỉ có mỗi 3 vote thôi. Thế thôi tôi vote cho em Nhím, em Ben với cả em Rambo. Thế tại vì chú không vote chú à? Không. Chú cần gì phải vote chú. Oh, cảm ơn Hungry, cảm ơn em, thank you em. Tôi là tôi sẽ vote cho những anh em cùng team. Tôi là thi đấu ở vị trí support mà, tôi hỗ trợ mà, đúng không? Thì mình vote cho chính mình làm gì? Thế nên là tôi quyết định rồi. Tôi hy sinh bản thân, tôi không vote cho bản thân mình. Tôi vote cho 3 anh em trong team. À, được chưa? Được chưa? Quan trọng là tôi nghĩ là 3 anh em là em Nhím này, em Bô với cả em Ben, là 3 em này là dễ đạt được cái gọi là danh hiệu siêu cầu thủ FC Online. Đấy, thế là tôi tự hy sinh bản thân, tôi vote cho 3 anh em này. Yes sir. Yes sir. Đấy. Sai. Tất nhiên là tôi muốn thưởng nhiều hơn rồi. Tôi có hơi nặng cân một xíu như anh em trêu. Ví dụ nhà tôi được vào game thể hình tôi thể hình béo chẳng hạn, nhưng mà tôi rất mong là thể hình nó nhẹ nhàng hơn một chút. Ui. Mong hiếp anh này tay đeo lắm vàng thế, đồng hồ vàng rồi cá nhẫn vàng à, thế là chắc là ban tổ chức sẽ nhẹ tay hơn với mình một chút nữa này. Em muốn tăng lương theo giờ, ở đây chưa có bảng lương này. Điều 3 sẽ được tăng lương, lại tăng lương số bàn thắng và kiến tạo. Đéo được bao giờ được tăng lương. Tăng lương theo số bàn thắng và kiến tạo thì anh này mà đéo bao giờ được tăng lương luôn. Ghi bàn không ghi, kiến tạo không kiến tạo, thế lấy đâu ra cơ sở để người ta tăng lương? Bồi dưỡng, dinh dưỡng. Mức nghĩ là lương của tôi ở trong game chỉ ở mức dưới 30. Sao trong bản hợp đồng là không có cái điều khoản gì đến nói đến cái chế độ đãi ngộ cầu thủ nhỉ? Điều 3, chế độ đãi ngộ hợp lý. Thêm ngay chế độ đãi ngộ. Điều khoản là 6 tháng em được phép review lại hợp đồng một lần. Tại cái thời điểm mà em đặt bút, có thể đặt bút ký vào đây. Tên tuổi của em thì chưa được chứng minh, nhưng mà tuy nhiên là sau một khoảng thời gian em nghĩ là cái giá trị của em sẽ lên cao rất là nhiều. 6 tháng review. Mẹ anh này chưa luyện tập, chưa thành cầu thủ đã đòi hỏi rồi. 6 tháng đã đòi review một lần rồi. Thế bây giờ review người ta giảm thêm lương thì có đồng ý không? Hợp đồng một lần. Điều khoản này thì mình chưa thấy một số những cái thông tin về thưởng để mình làm đá tốt lên hay có những cái thành tích gì đó. Mình nghĩ là mình cần nên một vài những phần thưởng có thành tích tốt hay là có thêm những cái danh hiệu. Khi mà đã có thưởng thì chúng ta cũng nên có những cái hình phạt giúp cho mình có cái trách nhiệm hơn cũng như là có sự kỷ luật hơn khi mà tham dự trại huấn luyện. Ở mọi thứ thì mình thấy các điều khoản rất là hợp lý và có thưởng có phạt luôn. Đúng với những gì mà mình mong đợi. Có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ ký, vẫn phải ký. Dù gì cũng đã xảy được trải nghiệm cảm giác ở bên cạnh rất nhiều anh trai tài năng. Không phải là ai ở Việt Nam này cũng có cơ hội như thế này đâu. Anh này. Anh Aquaman này giọng ơi giọng nịnh nha. Rồi. Đánh gôn à. Nếu tao ra đánh gôn là cay đất đi được. Thì ra đánh bêu à. Bắt Ben à. Úi dồi. Anh ấy trông vẻ Avenger bét nhỉ. Mẹ tôi chưa thấy một ai mẹ về su mà xấu như cái anh trai Quang Vodka cả đi. Su đéo cái người đít, người là su đít thì cong tơn. Anh này que đít to hay sao? Su. Anh này su xấu thật sự à thế. Người ta su cúi này cái xong người ta phải đứng thẳng người lên như này nó mới đẹp. Đây su cứ đứng cúi như này. Mẹ, tôi chưa gặp một anh trai nào.
bụng to như này mà chạy chạy hơn tôi được à? Anh trai là chạy về 140 mấy trong game mà trong cái bụng to vai cứt ra. Được rồi anh em mừng rồi đó đấy. Đã chạy quá được quên mẹ mất là cái ảnh của mình sau không? Ui giời. Anh ấy sút đéo ai đấy? Em đang chấn thương nữa. Anh trai đang mừng buồn cười mà anh cứt ra thế. Sút vào mặt khán giả, mở ra thẻ ra thẻ. Ai là người chọn Lê Văn Dậu Tú bị sút vào mặt luôn. Lê Văn Dậu Tú, Lê Văn Dậu Tú. Em đang chấn thương nữa. Nhưng mà vì đam mê với trái bóng thì... em chấp nhận bằng mọi giá em phải trở thành cầu thủ bóng đá. Pressing Time đã chính thức có hợp đồng cầu thủ với FC Online. Đâu đây? Với FC Online. Pressing Time đã. Anh em mày nhầm game mà anh trai nhầm game hay sao? Nhầm game mẹ trộm chó hay sao? Thể anh trai Nguyễn Chí Đức Anh này như đi trộm chó hay sao này? Chính thức có hợp đồng cầu thủ với FC Online. Anh em mừng nhiệt đấy. Thôi. Mẹ bảo 1m63 thì lại cãi bảo. Mẹ mày Lâm Đình Khỉ à? Đây chắc là trong mẹ trong phim U Công xuất hiện hay sao? Anh này. Anh này có 1m63 thôi thế. Trông biểu cảm meme đéo chịu được thế. Anh này ăn mừng lâu thật sự. Đang buồn đang chán thì ai tán là yêu luôn. anh trai có kiểu nhảy thì khó chịu đặt đây. thì đã tóc tóc bị làm sao đây? Tóc đéo chưa trải sao đã tóc này là chưa trải mà ra quay luôn nhở? Mẹ buồn cười đâu chịu được thế. Ai trở thành siêu cầu thủ FC Online? Chắc là tôi sẽ nói luôn là tôi vote cho anh trai Nhím với anh trai Jumbo. Chắc chắn là mình sẽ lựa chọn mình sẽ trở thành một trong những cái tên mà xứng đáng nhất trong 14 anh trai đang có mặt đây. Chắc chắn là không thể thiếu em rồi. Người đầu tiên thì chắc chắn là tôi rồi. Ở trại huấn luyện thì tôi được đánh giá cao với một siêu tiền đạo 2 chân 5 năm. Tú ngoài lớp thấy cũng được đấy chứ. Tôi chọn thêm người anh của tôi Lee Harry. Anh à, được quá nhỉ. Đâu, xem các anh vote cho những ai nào. Sao vừa nhìn cái gì ở đâu Bình Trưng Mía chắc chắn mà trở thành. Đâu. Mẹ em gian mừng Cường à, gian mừng Cường à. Ủng hộ ai trở anh trai Nhím với anh trai Jumbo? Chắc chắn là mình sẽ 3 chân 5 năm sẽ trở thành một trong những cái tên mà xứng đáng nhất trong 14 anh trai đang có mặt đây. Chắc chắn là không thể thiếu em rồi.
Người đầu tiên thì chắc chắn là tôi rồi. Ở trại huấn luyện thì tôi được đánh giá cao với một siêu tiền đạo 2 chân 5 năm. Tú ngoài lớp thì cũng được đấy chứ. Tôi chọn thêm người anh của tôi, Lee Harry. Ban tổ chức là ưu ái cho mình rất là nhiều, tại vì số 7 này chắc chắn nhiều người thích. Tôi yêu FC Online. Tất cả anh trai trong sự kiện lần này thì mình đều gặp và tiếp xúc ít nhất được một lần rồi. Cho nên là mình đều ấn tượng với tất cả mọi người. Đấy, mỗi người có cái riêng và mỗi người sẽ có những cái đặc biệt riêng. Và mình rất là thích làm việc với họ và họ đều là những người rất là chuyên nghiệp. Đấy. Cuộc đua của 14 anh trai FC Online đã chính thức bắt đầu. Anh vui quá. Quyết định sẽ nằm trong tay bạn. Hãy ủng hộ và bình chọn cho các anh trai tại anhtrai.fclive.gaina.vn và nhận ngay thẻ Votalize Ambassador của các anh trai cũng như cơ hội săn 10.000 FC hoàn toàn miễn phí. Quay quá vui đấy, quá vui, nưng 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 ấy. Anh à, à, căn phòng này vào để xem em gọi là thẻ, xem thẻ của mình. Chúng ta đã vào trại huấn luyện của FC Online rồi và tất cả các cử chỉ, hành động, hoạt động của mọi người đều sẽ dùng để chấm điểm. Rồi bây giờ tôi muốn hỏi. Thì ra cái đợt này bên FC Online người ta tìm được cái địa điểm quay đẹp phết. Vừa có sân bóng, vừa có phòng họp báo, vừa có phòng thay đồ để ăn ngủ nghỉ các thứ. Tôi thấy khu vực này rất là hợp lý nha. Lần này của bên FC Online là họ chọn địa điểm rất đẹp luôn. Đấy. Vua Quang, về cái trang phục ngày hôm nay bạn thấy nào? Rất đẹp ạ. Thoáng mã, rộng rãi. Màu trắng này nó có làm bạn trông không thấy lo lắng. À, không lo lắng đúng không ạ? Xin chào mừng tất cả các anh trai FC Online. Vượt mọi giới hạn. Siêu cầu thủ tỏa sáng. Quên. Hơi quên bài thì không? Nhớ quay đợt đấy quay trong Sài Gòn đấy mà. Chúng tôi ạ. Xin mời anh Khôi đọc lại cho tôi cái thông điệp ạ. Anh trai FC Online vượt mọi giới hạn, siêu cầu thủ tỏa sáng. Ôi sởi thuộc luôn. Vỗ tay luôn. Cho chính xác. Quát trí nhớ phải không? Cúi đầu xuống, nhắm mắt vẫn đọc được ra. Được chưa ạ? Phải được cộng điểm, chương trình phải cộng điểm cho tôi. Đấy là thông điệp của chương trình. Ok, dạ, nhưng mà trước đó thì tôi muốn hỏi một chút về cái câu chuyện tất cả các anh trai vừa ký xong hợp đồng đúng không ạ? Phải cộng điểm của tôi. Vâng, thì tôi có thấy có một vài phản hồi từ phía mọi người. Ví dụ như là trường hợp của anh Bình Be. Rồi thì anh đâu đó hình như anh có yêu cầu là sẽ trả lương theo phong độ đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Có điều khoản đấy không ạ? Có. Vâng, cũng rất cảm ơn cái tinh thần cầu thị của anh. Đấy là một điều khoản mà không phải ai anh dám đưa vào. Đấy, bởi vì là rất có thể là tôi sẽ cho anh dự bị luôn cả mùa. Đúng không ạ? Đúng. Rồi, anh Khôi thì hình như có đòi hỏi là xe đưa đón mỗi ngày. Vâng. Cái một căn chung cư nữa. Một căn chung cư. Đây là một cái yêu cầu chính đáng. Chính đáng. Đối với một cầu thủ thi đấu với vai trò là ngoại bị. Ăn ở. Vâng, những thứ rất là cơ bản thôi. Dep có một cái deal rất là lớn. Giống như là deal của một ngôi sao hạng A của thế giới bóng đá, tức là 6 tháng review hợp đồng một lần. Ừ, sân quận 2 đây phòng trường hợp ví dụ 6 tháng sau thì Dep nổi quá. Cái đấy là sự tự tin mà bản thân mình, em nghĩ là điều đấy là cần thiết. Cần thiết đấy. Thành một siêu sao. Cũng có thể nhá. Ở đây thì tôi cũng không dám nói trước điều gì, nhưng cũng có thể 6 tháng nữa thì bạn chia tay FC Online. Bóng đá thì không phải nói trước điều gì, nhưng mà em tin là những điều tích cực sẽ xảy ra. Bạn rất là được quá nha. Và cái hợp đồng đấy thì xin nhấn mạnh lại với tất cả mọi người là đấy là cái hợp đồng để mọi người trở thành một tân binh của trại huấn luyện. Được đấy, tự tin đấy, Galacho đấy. Cũng không phải hợp đồng các bạn làm đại sứ của FC Online. Vì vậy những cái điều mà các bạn đòi hỏi thì đương nhiên nó chả giải quyết vấn đề gì cả. Ồ, là từ chối luôn à? Đấy chỉ là hợp đồng để vào trại huấn luyện thôi. Tôi nghĩ tôi bị lừa. Anh vừa nói gì ạ? À không, tôi đâu nói gì. Ở đây chúng tôi công khai minh bạch đúng không? Hèn, vừa nói xong lại bảo tôi có nói gì đâu, hèn thật sự. Điều khoản, tiêu chí. Đấy. Mà ký thôi. Ký rồi. Anh ký chưa? Ký rồi. Đã ký rồi là phải ở đây. Nếu không anh đền bù hợp đồng. Xa thì gà chết rồi. Qua lăng tay rồi. Qua lăng tay rồi. Thế sao lại bị lừa? Bây giờ thì tôi xin phép là giới thiệu có lăng tay kỹ thuật của mọi người sẽ đồng hành trong một cái giai đoạn tương đối dài. Đó chính là huấn luyện viên Chris Devil Gamer. Ông này huấn luyện viên gì vậy? Đưa ra những bài kiểm tra. Thì rất tay thêm tắt rất hay chống đối chương trình. Nhạc sơ, anh Rambo, anh Lâm Đình Khoa rất hay gọi là chống đối chương trình. Giới thiệu huấn luyện viên kỹ thuật và ông này huấn luyện viên đi. Đoạn tương đối dài. Đó chính là huấn luyện viên Chris Devil Gamer. Ông này huấn luyện viên gì? Đưa ra những bài kiểm tra. liên tục là chống đối đến từ vị trí của anh Lâm Đình Heo, anh Lâm Đình Khoa. Quá luôn à? Rồi.
Chris có thể chia sẻ một chút không? Cảm xúc bạn trở lại lần này nhưng mà với vai trò khác đúng không? Lần trước bạn là một cầu thủ in game. Thì lần trước á là Chris là một cầu thủ in game thì nó cũng là vượt qua rất là nhiều khó khăn trong gai. Thì bây giờ dễ gì mà cho mấy bạn này đơn giản được. Phải hành hạ chứ. Thử thách qua cái gì đấy? Lần trước thì như là may mắn được chọn đấy chứ. Đợt trước có ai cạnh tranh đâu. Có gì thi thố gì đâu. Có hai người mà. Hai người cạnh tranh. Tại anh nào chỉnh đấy. Trường hợp của anh Bô nhá. Tôi nhắc nhở về thái độ ở trong trại huấn luyện. Nghiêm túc. Bây giờ đang còn ở trại huấn luyện. Em mà lu bu là đổi qua cái trại khác là hơi mệt. Bây giờ thì Chris sẽ cho thằng chạy châu quỳ luôn. Tiến hành cái phần kiểm tra y tế đúng không ạ? Trong đó đơn giản thôi. Chiều cao cân nặng. Những chỉ 80kg là cái cân này nó hỏng mày ơi. Cái cân nó hỏng 80kg nào. Số rất là cơ bản đúng không ạ? Ở trong FC Online. Đây xin mời Dev. Dev 1m65. Anh ơi là chuẩn xác đây mày đâu. 90kg. Dev là 74kg. 1m65 anh. 1m65. 1m65 74kg. Anh ơi đây ghi 71. 65 ăn bớt em 6 phân rồi. 68 68 68 68 Không mày là 1m7. Không bao giờ là 1m7. Xin mời anh Bô. Ờ. Được quá nhỉ. Được quá nhỉ. Cởi giày. Cởi giày. Không được. Giày này độn đế. Giày này độn vậy. Độn rồi. Không vào bình thường. Chân tôi thúi lắm không cởi được. Anh này là 76kg. Thân hình hơi béo một tí. Cơ nhiều cơ. Đúng 1m70 luôn. 1m70. Vỗ tay cho Rô. Đúng 1m70 luôn. 75kg. 75 chưa. Đây thì cái anh mới cân qua 72kg mà anh. Hôm qua khác, hôm nay 20. Đấy cái cân đấy nó điêu, cái cân đấy nó toàn hơn 4-5kg à, cái hơn cái cân này toàn hơn à. 1m69. À 1m69 rồi. Cái này sai rồi. Messi đấy. Sai đúng không em? Đúng sai đúng không? Em thề luôn. Sai đúng không? Sai. Phải là cộng lên 3-4kg đấy. Sai rồi. Hay là thẻ đâu. Vừa cái đúng không ạ? Đâu đây. Thẻ luôn. Đây. Thẻ ngay. Hai lớp. Nhắc nhở. Thẻ vàng cho anh này luôn. Xin mời lên tôi làm gì? Anh lên đây luôn. Tôi lên đây lên tôi tưởng bảo tôi thẻ làm gì đó thẻ. Lên. Không thẻ luôn. Tại vì theo luật mới của Hoàng Anh là cứ đòi hỏi thẻ là bị thẻ. À cảm ơn anh. Anh đẹp dài thế. Rồi, lên. Rồi, cảm ơn nhá. Tôi thân cả huấn luyện viên. Anh tuyệt vời rồi. Yes sir. Thái độ tốt đấy. Anh đừng dùng 80kg. Cái gì đấy? Cái gì 80 anh làm sao đây? Đúng đấy, anh đừng cái này, thẻ bây giờ đây. Vừa bảo tôi tuyệt vời mà. Tuyệt vời thì anh tuyệt vời quá. 80kg. Không đến. 80kg. Không đến. 80. Bảo không đến. Bao nhiêu? Đã bảo không đến rồi, cứ 80kg tôi cay thật. Người ta đã nói mấy lần rồi là không đến, bẻ cay thế, cứ 80kg thôi. Mà anh này mấy lại cân đo đong đếm là điêu lắm. Đúng mày nhìn lên. Anh đừng cái này, thẻ bây giờ đây. Vừa bảo tôi tuyệt vời. Này, chưa tuyệt vời rồi đấy, cứ kéo đầu tôi xuống, thôi. Thề mấy anh này cân rất điêu. Anh tuyệt vời quá. 80kg. Không đến. Thầy, anh này thì cứ đứng chỉnh. Xong rồi lúc mà tôi cân thì anh này còn thò tay lên, anh đẩy cái cân tôi xuống. Bảo sao tôi chả béo điên, đúng không? Bảo sao mà chả nặng hơn. Ui nhưng mà này, mẹ em nhìn chân cẳng này, mẹ em dáng cầu thủ chưa? Mẹ em chân cẳng mà nhiều vết thương này chắc chắn là phải là một cầu thủ. Va vấp nhiều, thi đấu nhiều, đá nhiều, chân mới đau như này. Thấy chưa? 80kg. Không đến. 80. Bảo không đến. Bao nhiêu? 76. Không, 74 thôi. 4 thì phải 4 lít. 74 nhá. 6 lốp. Anh giật kinh thế. Anh cứ giật. Bao nhiêu? 182, 74kg, mỗi anh 5 lốp. 1m76. 1m76, đẹp rồi. 1m76, 82, 80kg mà đẹp rồi. Cao thế nhỉ? Đẹp thế à? Tôi lên 1m78. 1m9 nhá. Anh tuyệt vời đấy. 1m9 à? Bây giờ tôi lên 1m9 đấy, đừng có đùa. Lên 1m9 luôn, xong rồi ra cho mỗi anh 5 lốp. Đấy, tí xuống chia mỗi anh 5 lốp đấy, nói luôn đấy. Xuống mỗi anh 5 lốp. Mét bao nhiêu? 1m82, 74kg, mỗi anh 5 lốp. 1m76. 1m76, đẹp rồi. 1m76, 82, 80kg mà đẹp rồi. Cao thế nhỉ? Đẹp thế à? Tôi nó lên 1m78. 1m9 nhá. Anh tuyệt vời đấy. Gulit mà. Dạ, yeah, Gulit mà. Anh 1m76 giờ đã đâu? Tôi thật sự điểm của tôi là tôi 1m77. Tôi 1m77. Nặng 76kg. Đấy. Anh tuyệt vời đấy. 1m9 à? Mẹ bao nhiêu? 81kg, 1m75. Anh Pressing Time 95kg. Vai cứt à, anh này nặng thật. Anh Hakumen 64kg, 1m67. Anh IB Robot 66kg, 1m63. Úi dồi, anh IB Robot trông đứng ngưỡng trông ăn gian không? Trông đầu cứ ngưỡng trông ăn gian vai trưởng.
Anh vút cả quang 84 cân. Mày ám nặng điên. Em nhím 72 cân, 1m77. Ủa sao em nhím có 1m77 ta? Em nhím cao hơn tôi mà. Thành Hòa 56 cân, 1m68. Anh Ben 66 cân, 1m77. Wow, thằng Ben cao là thằng nhím á. Năm mươi tám cân, 76 cân, 1m67. Đây thằng này hình vuông này, thằng Liari là hình vuông này. Bây giờ thì chúng tôi chuẩn bị ở đây có những cái tấm hình và các chỉ số của tất cả các anh trai rồi. Để cho thêm phần thú vị thì mọi người cũng sẽ đoán xem đây là mặt in game của ai là điều đầu tiên. Thứ hai nữa, đoán xong rồi thì người đó sẽ lên điền chỉ số của mình vào. Ừ, chính là mặt in game đẹp dài phết đấy. Điền xong thì chúng tôi cũng sẽ cho các bạn thấy là thực tế và cái việc các bạn tự điền như thế nào. Đấy, cái sự ảo tưởng nhỉ. Nhưng cái gương mặt in game này là gương mặt tạm thời thôi nhá các bạn nhá. Sau này các bạn sẽ có được face scan riêng. Wow. Đấy, dành cho người chiến thắng thôi. Vì không ai rảnh scan cả 14 ông. Thôi cũng được. Đặc biệt ở đây thì chúng tôi tạo tạm thời thẻ tiền đạo thôi. Mặc dù là các bạn nhiều khi vào in game là người thắng cuộc sẽ là hậu vệ. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể đề xuất với chúng tôi đổi được vị trí. Và tạm thời là trong cuộc thi này chúng tôi cho các bạn là 4 sao kỹ thuật và 2 chân 5 năm. Ngon luôn đấy chứ, ngon luôn đấy chứ nhỉ. Tạm thời thôi. Rồi bây giờ xin mời tấm đầu tiên ạ. Ai đây ạ? Wow, đẹp trai ấy. Hình in game. Bạn, tôi nhớ là tôi đi quay về rồi. Mà giờ nhìn vào in game tôi vẫn đéo biết đây là ai luôn. Đây là ai nhỉ? Đây là ai ta? Mình đi quay rồi mà mình còn không nhớ đây là ai. Điểm của ai ạ? Anh quen vodka. Lihari đoán ai ạ? Đoán ai ạ? Tôi. Đây là anh Bô ạ? Tôi. Đâu là cái cơ sở anh đoán đây là anh? Tóc à. Rồi tôi hỏi anh Lihari. Quê là quê, chúng mình quê nhiều. Anh nhím à? Anh Lihari trả lời ạ? Mặt ạ. Mặt à? Chúng có giống đâu. Chúng có giống đâu. Giống đâu? Nhìn nó đẹp dai như thế kia mà. Cái chỗ nào giống anh ạ? Đẹp dai giống em ạ, đẹp dai. Pressing time đoán ai ạ? Em nghĩ là anh nhím hay sao ấy, trông giống lắm. Giống nhím, thế lại giống nhím. Thế bây giờ ai bảo giống nhím giơ tay chúng tôi ạ? Đúng rồi, nhím đấy. Chả giống nhím bố gì rồi, cả. Đúng không? Thế ai bảo giống Bô ạ? Bô hơn. Đấy, giống Bô hơn. Đại đa số. Thì xin mời Chris sẽ lật tấm hình này ra. Ôi trời, thằng nhím thật. Mẹ thằng nhím in game đẹp trai thế nhỉ? Rồi, mời nhím. Rồi, xin mời nhím sẽ điền các cái chỉ số của mình. Ra là em là một người rất là khiêm tốn nhưng mà sút 149. Nếu mà xét về tốc độ của em thì chắc chắn là phải bằng hoặc là hơn của anh Độ Missy rồi. Anh Độ Missy bao nhiêu? 105. Chọn. À được quá nhỉ. Ăn đầu 105, ăn 108 đấy. Thế em ở giữa thôi. Anh dáng điền cong thế. Trông đít cái cong tớt lên. 107 đi. Nghĩ là 107 khoảng đây. Về lực sút thì em luôn thấy là lực sút của em thì cũng không được mạnh lắm nhưng mà mọi người thì lại thấy lực sút của em mạnh. Chẳng có ai có thấy nhím sút mạnh giơ tay giúp tôi ạ. Nope. Chẳng có mọi người nào ở đây cả. Thế mà anh này anh bảo anh khiêm tốn. Khiêm tốn đều. 109 đấy ạ. Sút 109. Khiêm tốn thế trời. Không bao giờ truyền. Không bao giờ truyền. Anh em bảo bạn là rất ít truyền. Em không thích truyền. À ok, thế thì chỉ số truyền nó phải thấp rồi. Không, nhưng mà em cũng không thích truyền nhưng em vẫn hay truyền. Chuyền đâu. Rồi chuyền 100. Vẫn hơi cao đấy nhá. Dê bóng. Dê nhưng mà hay mất. Em hay thích dê bóng lắm. Không thích mấy việc chỉ số cao khác nhau nhá. Đúng rồi. 105 thôi. Dạ. 105 thôi. Chưa dê hay lắm anh ạ. Rồi. Thủ là không về thủ rồi. Thôi em sẽ hy sinh điểm thủ. Tại vì em thủ là có 40 thôi. Trong vẫn đầu 1. Giờ anh đầu 40 thôi. Thể lực đi ạ. Ok, 99 đi. 99 rồi. Thế bây giờ chúng ta lật nhá. Xin mời Chris sẽ lật từng chỉ số một. Ôi tốc độ 18 ạ. Dã man thế mà. Mà cho em hỏi là những cái chỉ số này là mình dựa vào cái cơ sở nào? À, chúng tôi thu thập dữ liệu bạn đá bóng. Có dữ liệu để đo. Dạ vâng. Điều. Cái này thu thập về chắc là do thằng Mì Khôi nó tự điền hay sao, lấy đâu ra mà thu thập chỉ số đá bóng. Ôi điều thật. Cái này điêu này. Truyền này. Đúng quá. Dê bóng nha. Vâng. 103. Cũng gần. Không sao, em đá vị trí tiền đạo. Đây, cái này hợp lý này. Em định sửa thành 105 này. Trời. Bạn muốn xem chỉ số ẩn của mình không? Dạ, có chứ anh. Chúc mừng bạn không có chỉ số ẩn.
1m80, 74 chỉ số làm thế. Còn bộ chỉ số này thì anh em thấy chỉ số nào mà chưa chuẩn ạ? Tốc độ. Tức là tốc độ là bao nhiêu là chuẩn ạ? 95. Cho 100 thôi. Không, 100. Đây là tốc độ lúc mà em chưa bị chấn thương. Còn đây là gần đây là em đang bị chấn thương. Chấn thương lại mạng chấn thương. Ai hỏi? Đây sẽ là bộ chỉ số tạm thời. Trong quá trình rèn luyện ở đây nhá, chỉ số này hoàn toàn có thể thay đổi nếu như anh có thái độ tập luyện không tốt. À, được tăng chỉ số đó. Anh hay gì đó hoặc hẹn hò rồi anh mất vô kỷ luật. Các chỉ số này hoàn toàn có thể sẽ thay đổi đấy nhá. Anh nhá. Vâng. Đấy, đây chúng tôi động viên anh một vài chỉ số. Vâng. Rồi, chúc mừng anh. Vâng. Em cảm ơn. Vâng, em cảm ơn ạ. Đây, bê bán mình về luôn. Anh Giai Trần Thế Linh này, tôi thấy là chỉ số này thì nói chung là so với tất cả các anh em khác thì là cũng được rồi. Chỉ số này là ok rồi, ok dành cho Trần Thế Linh rồi. Ôi, ông này dễ biết lắm. Wow. Thật. Dễ đoán hơn. 2, 3. À? Hả? Anh Khôi. Khôi à? Không. Tóc này nó phải là đây như là thằng Tú I Love. Khôi rồi đấy. Anh Tú ai lớp? À, anh Tú. Tú. Nghe khác mà. Hay giống vậy. Giống mà. Tú ai lớp. Anh trai ai lớp là không công nhận đây là mình à? Nhiều cũng có lét. Nếu mà là cũng có lét chút đây anh ạ. Y hệt bạn mà. Đây không cần đơn gì, cứ lét thôi. Giống thế rồi. Ôi. Ok. Tôi đã nói là rất đơn giản. Sao mặt anh đen thế? Xin mời bạn gọi điện về nhà để hỏi chỉ số. Tóc đỏ thì em nghĩ sao? Em nghĩ là mình chạy chậm hơn nhím một chút. Lạ thế nhở? 107. Sao mà tôi nhớ là hôm đấy tôi cũng đi quay mà đây, mặc áo đây, áo còn mặc nguyên đây. Mà tại sao mẹ cứ toàn nhầm người này với người kia đấy nhở? Một chút. Có nhiều thế ít. Em bình thường là đá vị trí nào? Không được đá. Không được đá được. Em không có không không. Bình thường là em hay xách số nước chạy nên em nghĩ là tốc độ tốt nhưng mà em ít sút. À ít sút. Vì em sợ sút là sẽ đổ số nước em đang xách ạ. Thì em nghĩ là em sút hơi kém ạ. 104 ạ. Sút hơi kém thôi. Kém của em đấy ạ. Thấy truyền em bình thường em có truyền cho người khác. Em hay truyền cam với cả truyền nước cho người khác. Anh nghĩ 110 ok đấy. Được, em tin anh. Okay. Tôi là tư vấn luôn 110 điền luôn ạ. Dạ, em điền luôn 110 mà anh. Chắc là dê em chắc chỉ tầm 9x thôi ạ. 95 thôi ạ. À, thấu 1. Thủ 1. Chắc là thủ em tầm 99 thôi ạ. Thế lực là sao? Em xách nước bổ cam mà anh. Thì chắc chắn là thể lực tốt. 120. Không đến 20, khóa quá anh. Chia 2, 60 thôi. 103. Thế em nghĩ mình có chỉ số ẩn nào? Có chỉ số ẩn nỗ lực đến cùng ạ. Thật ra không có. Không có chỉ số ẩn nó luôn mà tê. Những cái chỉ số mà em dự đoán. Anh này bộ chỉ số là tốc độ 105, sút 106, truyền 96, dê 103, thủ 76, thể lực 102. Anh này chỉ số hơi đều nhá. Anh này chỉ số hơi đều nhưng mà cái vị trí của anh Huy Hải này chắc là hợp với đá vị trí hậu vệ biên. Của mình với cả những chỉ số ở trong cái thẻ mà em được nhà phát hành cho vào trong game thì em rất bất ngờ. Em không nghĩ là được bên FC Online Việt Nam ưu ái cho mình với những cái bộ chỉ số tuyệt vời, bộ chỉ số có thể gọi là sánh ngang với những cầu thủ top ở trong game. Và thật sự là em rất biết ơn về điều đó. Bây giờ thì xin mời Thành Hòa sẽ dự đoán. Tốc độ em thì cũng chạy nhanh lắm. Really? Chạy nhanh lắm luôn á? Làm gì anh Giai chỉ số cao thế? U anh này toán 105, 108. Chính thuật thế này. Quay nhau là chính thuật nha. Thế thì cái chỉ số tổng quát của anh phải là 121. Rồi xem tốc độ của bạn nha. Wow. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chạy nhanh thế. Cứ bình tĩnh. Đúng là ban tổ chức đã xác nhận ngày xưa là Thành Hòa chạy rất nhanh. Bởi vì ngày xưa hay trốn bố mẹ đi chơi net. Và bố mẹ ra hàng net là Thành Hòa đã đến trường rồi. Chúng tôi xác nhận là tốc độ là có tố chất, có luyện tập từ bé. Wow. Tốt thế nhở? Thầy 109 sút 106. Thôi sút cũng hay nhưng tại em ghi khinh tốt. Anh trai lưu ý là toàn ngày xưa thôi. Ai lấy bằng chứng đâu, toàn ngày xưa. Anh trai lưu ý là Thành Hòa. Toàn luôn ngày xưa ta. Nhá. Những cái thứ này đã được anh ấy nghiên cứu rồi. Không, mấy em tí em cũng thành cầu thủ, em xem đá cho Gia Lai xem ăn. Lại xém nữa, suốt ngày xém nữa. Ôi trời ơi. Đúng rồi, chúng ta bắt đầu thấy hơi bị mâu thuẫn ở đây. Một người đá tiền vệ mà lại bảo là chỉ số truyền 993 đúng không? Nhanh nhất ở đây đấy. Anh này bộ chỉ số thế này được rồi. Anh này đi quay toàn bảo ngày xưa em suýt đá hoàng anh Gia Lai đấy. Ừ, các thứ ghê gớm lắm. Nói chung là cái ngày xưa của anh này là mà có rất nhiều thông tin xoay xung quanh. Còn thời điểm hiện tại thì không thấy anh ấy bảo hiện tại như nào cả. Đấy, nhưng mà ngày xưa anh ấy chỉ số chạy với sút rất ghê. Ui, đoán được. Lại nhìn phát biết luôn này. Nhìn phát. Bảo đảm không. Cái Ben như nào ạ? Thằng Ben. Em đã từng nhiều tóc này nhưng mà sao nhìn giống anh Giang Toàn hết rồi. Ben rồi. Chắc là thằng Ben rồi. Trắng này. Bạn xác nhận đây không phải bạn. Bạn đoán. Vâng, không em. Rồi.
em nghĩ là bố béo. Robot nhở, anh Robot tóc vàng mà, đây đúng tóc vàng hôm nay đây. IP Robot cũng là một phương án rất khả dĩ. Thằng Ben. Mà ngày xưa anh ấy chỉ số chạy với sút rất ghê. Ui, đoán được. Lại nhìn phát biết luôn anh. Nhìn phát. Bảo đảm không. Thằng Ben nhào ạ. Thằng Ben. Em đã từng nhường tóc này nhưng mà sao nhìn giống anh Văn Toàn hết giờ. Ben rồi. Chắc chắn là thằng Ben trắng này. Bạn xác nhận đây không phải bạn. Bạn đoán. Vâng, không phải em. Rồi. Em nghĩ là bố béo. Robot nhở, IP Robot tóc vàng mà, đây đúng tóc vàng hôm nay đây. IP Robot cũng là một phương án rất khả dĩ. Thằng Ben. Ôi, hay mà. Ok, sao bà? Sao bà? À đây, được rồi, ok rồi. Sapo rất cá mình ạ thế. Trông chắc là chứ. Chưa bao giờ nghe thấy tên cậu đâu đúng không? Chưa bao giờ thấy nên là chỉ số mới cao anh ạ. Phải 107. 107 à? Dạ. Này rơi bóng này em tò mò này. 102. Có bao giờ dê đâu mà có. Dữ liệu này quý anh nè. Quý đúng không? Đang được bảo tồn. Hình này chính bạn chưa xem đúng không? Đúng. Em còn không biết em rơi bóng khi nào. Chúng tôi còn chưa xem à. Em cũng bất ngờ với lại. Thịt mẹ. Ôi ôi. Bộ chỉ số của anh Nguyễn Văn Thuận này các bạn ơi. Các bạn hay ra gọi là sân Khương Trung, các bạn xem anh Nguyễn Văn Thuận đá để nhìn cái bộ chỉ số này các bạn có tin được hay không. Cao 1m80, nặng 64 cân, tốc độ 108-106. What the fuck. Thể lực 104. Bịp thật sự. Đây là cái chỉ số của em trong FC Online. Tại vì quá ở ngoài đời thì em đá cũng không được tốt lắm. Nhưng mà chỉ số của em trong FC Online thì khá là cao. Chạy tới 108. Ở ngoài đời thì em hiểu thể lực thì yếu. Chạy thì cũng không được bao nhiêu. Rơi bóng thì cũng không tốt. Lấy bộ chỉ số đâu. Trong game là em thấy là vui rồi. Tại vì chỉ số quá đẹp. Anh có vodka. Khó nhở. Racing Cam thì sao em, nhở? Em làm gì có cái biếu ở đấy. Em ơi, đấy gọi là trái cổ. Cái biếu. Ôi trời ơi. Tao nhìn bạn khác vậy. Em hay truyền vào chân đối à, hay truyền vào chân đối thủ đúng không? Đối thủ, chỉ số đây vẫn là chỉ số truyền cao đấy chứ. Thể lực chắc đúng rồi. Đéo cái tốc độ 110. Mẹ à, anh này đúng người quen nhà phát hành. Tốc độ 110 ạ, thề. Tôi hỏi một chút là chỗ này là hết bao nhiêu đấy? Dạ cũng bao nhiêu năm cống hiến thôi anh ạ. Ủa, bao nhiêu? Cứ nói một con bao số. Đó, đây. Đây. Hồi nãy em hứa với bọn anh vẫn đi ăn tối ăn nhá anh nhá. Rồi, ok rồi. Vâng, bạn ơi, tốc độ 110 ạ. Để chạy đi. Chưa thấy nào 1m72, 78 cân mà chạy tốc độ tận 110 cả. Để chạy nhanh thật sự luôn. Không thể tin được. 98 năm sinh em. Thực ra ai đá với bông mai đều biết là kỹ năng của bông mai tương đối đấy. Thủ bao nhiêu ở Henry nhỉ? 75 ạ. Đồ mớt à? Cũng gần đúng. Nãy giờ em thấu là kém nhất đấy. Em nghĩ là dây bóng sẽ là chỉ số cao nhất của em. Chết nha. Ôi, cậu chủ với chỉ số khuế thế. Cái chỉ số đấy thì rất... Tê, trong chỉ số của bông mai trông phế thật sự. Chỉ số yếu dã man. Cao đối với em. Nhưng mà sau khi biết được chỉ số của mình và biết của chỉ số của người khác nữa thì em cũng khá là ghen với cái bộ chỉ số của mọi người. À, Gato, anh này Gato. Anh này Gato nha, anh có ghen nha, có ghen nha. À, em cũng khá hài lòng, thế là được rồi. Tốc độ bông pin thua cả Quang Vodka mà. Được xuất hiện ở trong game là cũng là một điều ước mơ của em rồi, chứ không cũng không cần phải là chỉ số quá hoàn hảo. Úi trời ơi. Anh Nguyễn Minh Hoàng. Anh Pressing Time chạy 107. Anh này 109-108. Anh này chạy 110. What the fuck? FC Online, what the fuck? Tốc độ 110 ạ. Đờ hợi. Ông đi đá phủi mà sao kém điểm hơn cả mấy ông chim mơ cỏ à? Không biết được. Biết nhà phát hành lấy đâu ra kiểu mấy cái kiểu chỉ số chỉ xiếc này. Không biết nhặt đâu về. Thế nhiều chỉ số nhìn điều dã man. Đây đúng người nhà này. Đây, anh Nguyễn Minh Hoàng. Ông Nguyễn Minh Hoàng lên 1m70 ạ. Điều thật. Thề 1m70, 69 cân. Điều thật. Anh Nguyễn Minh Hoàng tôi nhớ là đo như có 1m65,5 thôi. Đấy. Nặng 72kg. Đó. Tốc độ 108 thôi. Nói chung là chỉ số Nguyễn Minh Hoàng này ngang tôi phết. Giống tôi.
Pressing Time này chỉ số cũng đều này, nhưng thằng này thiên về trung vệ hơn này. Anh Lê Văn Dậu Tú này thì được cái tốc độ rất cao này, sút rất ghê này, anh này đá tiền đạo rồi. Đây anh này mới điêu này, thề. Mẹ 1m76, 78kg. Anh này 1m76 và 85kg mà chạy ra 10. Nói mới tí con đá bóng của anh này thì anh này cũng chạy ra 10 này. Anh này chỉ số đều hơn này. Sao giống tôi đỡ. Cho em xem cái tốc độ là biết ngay. Mở tốc độ 108. Ăn thôi, ăn thôi. Sút 106. Wow. Em bố ơi, anh em đây, anh em đi. Rồi, shipper Rambo và anh Khôi cùng lên ạ. Đâu, em nghĩ chỉ số của em không? Sút 110. 110 hả? Tức là em nghĩ đây phải là anh Khôi. Anh Khôi. Rồi, em lật luôn. Anh Khôi. Rồi. Tê, mẹ sao ơi, mặt in game tôi trông xấu tết cả. Anh Khôi. Rồi. Bố sẽ là người điền chỉ số của anh Khôi ạ. Đó. Một mét tư thôi. Giá cao quá. Mở luôn, mở luôn. 97 thôi, 97 thôi. Sao? Mẹ bộ chỉ số là cũng đều đấy chứ, bộ chỉ số cũng đều đấy chứ, bộ chỉ số này cũng được đấy chứ. Sao lại ngoài đời cũng vậy, trong game đã trong chiến thế này. Như nào? Mặt chiến như thế này hiểu không? Mà tốc độ 108, sút 106. Truyền 97, dê 101, thủ 75, thể lực 103. Chỉ số phôi à? Sao lại phôi? Thế trông này cứ phôi. Sao lại không bao giờ truyền? Người ta đá, người ta ban truyền liên tục. Thế 71 cân thì đã bảo là cân này hơi điêu mà. 71 cân đúng rồi. Không, không phải ST, ST này để tạm ấy thôi. Thật ra tôi vào tôi lấy vị trí CM. Tí nữa vào tôi so chỉ số của tôi với cả Gulit cho các bạn xem. Chỉ số tôi phải ngang với cả chỉ số của Gulit. Phải ngang Gulit đấy. Thế là tôi điền rồi, tôi điền rồi. Bây giờ ai cũng biết là ai rồi. Thế anh trai Rambo này mặt cứ như là xích khao mau ấy nhỉ. Mặt như Black Myth Wu Kong luôn mà, cay thật. Đúng không? Anh nhìn đi, giống đâu? giống không giống thật, giống thằng bô thật. Trông mặt thế này 95 bọc luôn, bóc luôn. Mà tốc độ 112 ạ, mẹ tốc độ 112 đéo thể tin được. Ôi cái gì vậy, cái gì quay chị ơi. Anh thấy 112 có hợp lý không ạ? 112 thì tôi nghĩ là chưa hợp lý lắm. Chưa hợp lý là 115. Ha? 115. 11 thôi. Đồng ý, tôi đồng ý cái này, đồng ý. Sút thì anh này sút khỏe lắm. 103. Wow. 106 á? Nó chỉ số cao thế. Oh, wow. Mà tôi này chỉ số được ưu ái dã man à, tề boss FC. Thằng này đúng boss FC luôn, chỉ số điêu thật sự. Đéo đi tin được chỉ số chạy 112, sút 106. Người nhà, thằng này đúng người nhà luôn. Tề. Oh. Tài nhìn bộ chỉ số này. Bộ chỉ số này, bộ chỉ số này nhá, thì xét về cái chỉ số tổng này của nó ấy, phải lên 108 nhá, phải lên chỉ số 108. Đúng là cứ toàn 5 vòng sự kiện, 5 vòng sự kiện liên tục nhá. Ảo thật đấy, nhìn bộ chỉ số ảo thật đấy. Ôi, một tràng vỗ tay dành cho chỉ số của tất cả mọi người. Có một điều chúng tôi nhấn mạnh thêm một chút là những chỉ số này hoàn toàn có thể thay đổi, phụ thuộc vào khả năng chuyên môn của tất cả các anh tài ngồi đây. Quay trở lại một chút là trước khi mà các học viên đến với cái phần mà chúng ta kiểm tra y tế thì tất cả mọi người đều đã bước vào căn phòng điểm chỉ này, đúng không? Và đặt bút ký vào bản hợp đồng. Trong đấy thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát, có một cái khảo sát nhỏ nhỏ, không biết mọi người có nhớ không? Có một cái khảo sát là bình chọn 3 cầu thủ có tiềm năng nhất để trở thành siêu cầu thủ toàn diện. Toàn diện của trại huấn luyện anh trai FC Online. Vỗ tay cho Đẹp Nguyễn ạ. Yes sir. Tốc điểm, tốc điểm. Thế đó. Và tất cả mọi người đều đã có những cái vote của riêng mình. Và chúng tôi đang có trên tay kết quả. Công bố luôn. Công bố luôn. Chắc chắn công bố luôn. Wow. Luôn à? Một. Nhím. Wow. Oh. Đứng lên, đứng lên. Yeah. Anh trai Nhím mà chính ra được ưu ái phát đấy. Em có bất ngờ không? Em hơi bất ngờ. Tình cảm mọi người dành cho em. Vâng, em không nghĩ mọi người đánh giá cao em thế. Rồi. Vâng. Trước đấy thì em có gì mọi người không? À không ạ. Ok, tức là trong sáng đúng không? Dạ vâng. Rồi. Người thứ hai cũng ở bên dãy này. Wow.
Khôi. Đẹp không? À? Anh Khôi rồi. Anh Tú, em bầu anh mà. Ok. Tức là Racing Time bầu Tú đúng không ạ? Vâng. Tú là người thứ hai. Wow. Có một điểm đặc biệt là I Love FIFA và anh trai Trần Thái Linh là có cùng số vote. Wow. Mọi người vote cho mỗi người được 6 vote. Wow. À, hôm đấy ngồi trong cái phòng này ông lúc nào cũng bảo ui dồi ôi, bọn em là vote hết cho anh Khôi đấy. Ừ, em Quang vote Cang bảo em vote anh Khôi. Em Lâm Đình Khoa cũng bảo em vote anh Khôi. Bạn Hiếu Acumen cũng bảo là tôi vote cho bạn đấy. Em Ben cũng bảo vote anh Khôi. Em Bông Mai thì không thể nói gì. Em Dép cũng bảo vote cho anh Khôi. Đếm chung chung là anh Khôi anh được tầm đây đâu 6-7 vote rồi. Thế mà cuối cùng mà gọi tên là những người nhờ vote nhất đéo đến mặt anh Khôi đâu. Thế mà ngồi trong phòng các em cứ bảo lúc chọn ba người bọn em suy nghĩ đau đầu quá, nhờ bọn em quyết định rồi. Anh lớn cũng đi tham gia chương trình các thứ, thế nên là bọn em là sẽ vote cho anh. Ừ, xong đến lúc vào phòng này không thêm cái vote nào. Đấy, các em thì các em đúng lừa anh để lấy vote của anh mà không thấy được một cái vote nào. Rồi, mỗi bạn được 6 vote tức là sự tin tưởng rất là cao. Xin mời hai bạn lên trên sân khấu ạ. Đội trưởng ơi, hai đội trưởng. Chúng ta nên xử lý như nào với hai trường hợp? Nói luôn. Rồi, rất tốc độ đấy. Rambo nó thể hiện được cái tốc độ của mình rồi. Một trong hai sẽ nhận được đặc quyền của chương trình. Nhưng mà chỉ một trong hai thôi. Vì vậy bây giờ chúng tôi muốn là tìm ra người đấy. Huấn luyện viên sẽ quyết định. Vừa ấn tôi đây vừa chấm đẩy. Như này này. Đây. Một. Đấy. À đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Hai đây. Thế mấy tên? Ai thắng trước 3 điểm thì thắng. À rồi. Thế BO5 nhá. Chốt. Một, hai, ba. Oh. Oh. 1-0 dành cho anh trai Thái Linh. Dạ, tiếp rồi. 4-5 mà. Rồi, tiếp tục. 2-3. 1-2-3. Rồi, 1-0. Rất căng. Đẹp. 1-2-3. 2-1 cho I Love. Anh này chiến thuật không đa dạng này. Đúng rồi. Mỏi lắm rồi, mỏi. Sắp đi rồi. 1-2-3. 1-2-3. Oh! Tôi nhớ không nhầm anh nhím phát cuối anh lại ra lá tiếp. Chung kết. Xứng đáng đấy. Và người thắng cuộc. Rồi. 1-2-3. 1-2-3. Đấy. Oh! Tôi biết ngay này lại ra lá mà. Oh! Vâng, I love. 100 vỗ tay cho cả hai đi ạ. Rồi như vậy là người được nhận đặc quyền của chương trình trại huấn luyện anh trai FC Online đó là I Love FC Online. Ok. Đặc quyền gì? Đặc quyền đó là được lút 2 điểm từ đối thủ bất kỳ trong bảng xếp hạng cuối cùng. Wow. Có nghĩa là khi mà chúng ta có bảng xếp hạng cuối cùng ra rồi, 14 vị trí đấy rồi thì... Anh này toàn dùng bao thôi. Toàn dùng bao thôi, nhà là sưu tập các thể loại bao, phải không? Tú có thể nhấc 2 điểm của một ai đó. Bao ni lông, bao quần áo, xin mời các bao anh cao và đấy. Huấn luyện viên Christian Gomez sẽ tập trung. Lúc nào chỉ ra bao thôi. Phần tiếp theo. Wow. Yeah. Cuộc đua của 14 anh trai FC Online đã chính thức bắt đầu. Ok. Quyền quyết định. Không thấy ban tổ chức là công bố những cái điểm vote của các người em nhờ dành cho người anh cái nhờ. Để xem mà những em bảo vote cho anh Khôi đâu, xem có vote sẽ đâu. Nằm trong tay bạn. Không thấy đâu cả. Hãy ủng hộ và bình chọn cho các anh trai tại anhtrai.fclive.gaina.vn. Và nhận ngay thẻ Voltalite Ambassador của các anh trai cũng như cơ hội săn 10.000 FC hoàn toàn miễn phí. Vâng, thưa các anh trai FC Online, bây giờ chúng ta đã ra sân bóng rồi đúng không ạ? Là thời điểm mà tất cả mọi người thể hiện những kỹ năng thực của mình. Và đương nhiên, huấn luyện viên Christian Gomez sẽ cùng với mọi người trải qua những cái bài test. Anh ơi, khởi động. Phần đầu tiên khi mà chúng ta ra sân bóng đó là phần test chân thuận. Bằng việc là sút xà ngang. Mỗi người sẽ chỉ có duy nhất một lượt sút thôi. Và hãy để chúng tôi biết đâu là chân thuận của bạn. Vâng, xin mời huấn luyện viên sẽ điều hành cái phần sút xà. Tự tin này là hay trượt. Lên trời. Hay lên trời là vậy, lên trời. Anh à. Wow. Đáng ơn luôn mà. Vâng, chúng ta vừa thấy gì ạ? Vừa rồi thấy hai chỉ số luôn ạ. Chân thuận của Chris là chân gì ạ? Chân trái ạ. Chân phải. Và cũng sút được sút sang ngang luôn đúng không? Tôi cũng đã làm mẫu rồi thì bây giờ bắt đầu từ trái sang phải đi. Rồi, pressing time. Hey, lên đá đi. Lên luôn, thể hiện luôn. Ui giời, anh này đá cột dọc à. Ui giời, anh này nhìn dáng không biết đá bóng rồi. Anh IB Robot này nhìn dáng không biết đá bóng rồi.
rồi, xém được này. Ấy, xém được rồi, tôi đã xém trúng rồi. Thế tôi đã xém trúng rồi đấy chứ. Ôi, trông dáng đẹp không? Trông dáng đẹp không? Mẹ trông dáng có khác gì mẹ mày David Beckham không? Hả? Mẹ trông dáng có khác gì David Beckham không? Trông quá giống David Beckham luôn đấy chứ. Sao lại màu mè vô bổ? Sao lại màu mè vô bổ là như nào? Thế đá như thế này mà bảo người ta màu mè vô bổ là sao ta? Đá như thế mà bảo người ta màu mè vô bổ và cay thật. Úi trời, mẹ. Mẹ trông, trông em Ben đá này. Nhìn em Ben đá này. Bóng thế thì lên làm sao được trên. Trông em đẹp thì đẹp. Đá sang ngang là thế. Ôi ôi. Em Trần Văn Nhím ơi. À, chủ đúc của anh đâu? Chủ rút luôn mà. Từ từ thầy ơi, thầy ơi. Thầy ơi, có người chấn thương. Chủ rút được quả, chủ rút được. Chủ rút là thầy ơi. Chủ rút. Thế nào bây giờ là anh có tiếp tục được trại huấn luyện không? Chủ rút rồi. Vâng, ngay lập tức. Qua đây xin đúng quả. Đây. Thẳng chân, thẳng chân, thẳng chân. Dễ chấn thương nhá. Cho chỉ rồi dễ chấn thương luôn nè. Thôi, xúc vào bóng có chấn thương luôn mà. Thôi không gì hết. Dạ vâng, đau đây, diễn à? Đau mồm ấy. Không, đau. Đau thật á, đau thật á. Đau. À hạ. Đau thật luôn á. Sức của đau thật luôn. Anh ấy chấn thương tập tè. Chạy huấn luyện nên IB Robot mà cảm thấy chưa cần đứng dậy, cứ nằm được không sao. Rồi, tiếp theo Lee Harry. Lee Harry. Hay quá anh ơi. Rồi. Hay quá. Ôi, dí được. Chúng rồi đấy. Chúng tôi đã có va. Chết quả va, chết quả va, chết quả va. Va đây. Chưa trúng. Vậy xin phép tổng kết một chút. Trong phần vừa rồi là test chân thuận thôi. Tí trúng với chứ nhỉ? Anh Vông Mai này sút cũng được phát đấy chứ. Người hoàn thành duy nhất thì lại là huấn luyện viên. Bông Mai cũng là một người mà tiếp cận được. Nói chung thì các chân thuận ở đây tôi chỉ thấy là chỉ có chân chất thôi. Chân thành. Chỉ có độ chân thành thôi chứ phải là không tin lắm. Chưa trúng. Chúng đâu nhìn lại không trúng. Trong phần trúng đâu? Đây là vào lưới rồi. Chưa trúng. Chúng đâu. Như vậy xin phép tổng kết một chút là trong phần vừa chúng rồi chúng vào nó phải lẩy ra rồi. Đấy, nhưng chưa mà chúng. Người hoàn thành duy nhất thì lại là huấn luyện viên. Bông Mai cũng là một người mà tiếp cận được. Nói chung thì đấy là cái góc nhìn các ông ơi khi quả bóng nó che vào nó bịt như này này. Nó che mất cái tầm nhìn của các ông này, chúng đâu mà chúng, chưa chúng. Các ông ơi, quả bóng nó đến nó bay vào camera nó che như này chẳng hạn đây này. Đấy, các ông nhìn mà xem, chỉ nó che như này thì làm sao mà các ông biết được là chúng hay chưa? Va như này không chưa trúng, quả đấy chưa trúng. À, các chân thuận ở đây tôi chỉ thấy là chưa trúng, chân chất thôi. Chân thành. Chỉ có độ chân thành thôi chứ phải là không tin lắm. Chào mừng các anh trai đã quay trở lại với anh trai FC Online, vượt mọi giới hạn, siêu cầu thủ tỏa sáng. Tất cả các anh trai sẽ có 4 bài kiểm tra kỹ thuật để tính điểm tích lũy. Chúng ta phải lưu ý. 14 người sẽ được chia làm 2 đội và số thành viên của mỗi đội đã được mọi người quyết định từ lúc tham gia. Đúng rồi, chúng làm sao vô góc lưới thẳng như thế được. Luyện bóng đá, anh trai. Riêng mà đi chúng nhá, nó phải sệt xuống dưới một tí, kiểu nó có cái độ va vào đây này. Ví dụ nhá, các bạn để tay thẳng này đúng không? Thì khi va vào đây này thì làm sao nó bay thẳng như này được đúng không? Nó chắc chắn là nếu mà chúng nhá thì nó phải sệt xuống như này, nó phải tiếp một cái xuống cái này tí, vì nó vào đây mà. Vào đây thì nó phải xuống một tí. Đây nó bay quận thẳng vào đây, chúng làm sao được? Thì gồng cứ cãi thôi. Online, tức là từ đầu đấy ạ. Cứ cãi và việc chia đội đó diễn ra như thế nào thì sau này các anh trai về xem chương trình thì sẽ biết. Chúng tôi sẽ đọc tôi tên hai đội. Lớp 4, lớp 3, lớp 3, đội 1 bắt đầu tôi đi đá bóng thành viên sau đây. Lê Khôi. Ở đây. Vâng. Em Nhím. Pressing time. Sao cái trại kia sao? Lê Harry. Rồi, về đội mình đi ạ. Bông Mai. Snake. Và Volca Quang. Đội 2 sẽ có IB Robot, có Snake bên này mà. Hackman, Depp, Rambo, Tú Ai Lớp, Thành Hòa và Bình Bè. Chia đội. Bên này chấp được mà. Chấp á? Mình uống nước hoa quả.
Ờ đúng rồi, 221. Ừ, đúng, đúng. Em tao uống nước màu vàng. Đúng, em uống màu vàng, vàng. Cam. Ừ, cam đấy, cam. Mọi người đang bàn cái gì đấy? À rồi. À uống nước, bắt đầu uống nước. Uống nước cam, còn bên kia uống nước ổi. Ổi. Đà, đúng rồi. Uống nước màu vàng về một đội. Đấy, tức là mấy ông uống nước màu vàng thì vào chung một đội. Hai loại nước, một bên là nước cam, còn bên là nước ổi. Mình là mình đi cuối cùng. Mình đi cuối cùng vào, thế là có ba anh em là mình này, Nhím với lại cả Ben, ba thằng đi cuối. Thì anh đưa cho ba ly nước cam, thế là ba anh em cầm uống thôi. Thế hóa ra đấy là cái cách chia đội của cái trò chơi đầu tiên. Rồi, biết luôn mà. Không chung đội với Lê Khôi. Đấy, được vào luôn, đúng ý luôn, không chung đội luôn. Đội nước cam và đội nước ổi. Và bài kiểm tra đầu tiên đó là sút penalty. Bài kiểm tra sút đá penalty. Mẹ mà tôi sút penalty thì độ chính xác nó phải lên. Tôi sút cứ như là cô ba mơ ấy. Hai đội đá xen kẽ, mỗi đội 7 thành viên sẽ luân phiên đá penalty với thủ môn của trại huấn luyện. Thủ môn của trại huấn luyện sẽ bị khóa tay phải hoặc tay trái theo lựa chọn của đội. Mỗi thành viên sẽ có một lượt đá. Mỗi lượt bóng vào lưới sẽ tính một điểm. Ở khung thành sẽ đánh dấu một số vị trí khó. Nếu sút trúng thì lượt đó được cộng 5 một điểm. Ở khung thành sẽ đánh dấu một số vị trí khó. Làm nếu sao sút trúng bắt được thì lượt tôi đó được cộng 5 điểm. Đội nào ghi nhiều điểm hơn thì đội đó chiến thắng. Thủ môn là Nick Kiêu Trần. Nếu sau 7 lượt đá của mỗi đội mà tỷ số hòa nhau, mỗi đội sẽ cử tiếp một thành viên để sút penalty. Đội thắng sẽ nhận được 21 điểm chia đều cho 7 thành viên. Đội thua sẽ nhận được 7 điểm chia đều cho 7 thành viên. Chúng tôi mời đến đây một thủ môn rất đặc biệt. Đã Nick nhiều Trần. Giải đấu lớn nhỏ trên thế giới, trên cả trên mạng luôn. Xin giới thiệu thủ môn Nick Trần. Ui, thằng này đẹp trai vãi, thằng Nick Trần này đẹp trai vãi. Mà hỏi ra mới biết, bác ra nó sinh năm 97 ạ. Mà nó để bộ râu trông già chưa? Rồi. Bác sinh năm 97 ạ. Nhờ bro. Anh chỉ bên nào làm cái đôi liền nhá. Đây, bên anh nắm bắt tay nhá. Nhường nhá. Bay căng quá nhá. Rồi, xin mời Nick Trần đứng đấy. Mọi người chắc là cũng đã nhìn Nick bắt ở là trên mạng rồi đúng không ạ? Bắt rất quốc tế luôn, gọi là thế giới rồi. Thế giới. Đấy. Nên là nếu như mà để Nick mà bắt thì để mà anh em ghi bàn hơi khó. Thì lại cũng lại có một thử thách ngược lại của các anh trai dành cho Nick. Đấy, tức là Nick sẽ không thể dùng toàn bộ cái khả năng của mình để bắt được. Đấy, mỗi đội sẽ cùng họp với nhau để đưa ra một phương án là khóa một trong hai tay của Nick lại. Mình chỉ muốn chúc mọi người may mắn. Mình sẽ không thiên vị bất kỳ. Ông dâu thật hay dâu thật của nó đấy. 15 giây để may mắn nhá. Đấy. Ok. Em thảo luận xem là khóa cái gì của Nick. Tôi nghĩ là khóa cả hai tay. Không chỉ một trong hai. Đúng không anh? Cũng tay phải vậy, xuất sệt bên trái thì sao bay được. Đúng rồi. Bay tay kia. Nhưng mà đứng lọt quăng bến. Bây giờ để xem đội nào sút trước, chúng ta sẽ sút xen kẽ thôi nhưng mà vẫn cần phải có một đội sút trước. Rồi, ai sẽ là người đại diện cho bên team lên đây? Đây, để tôi. Rồi, nhưng mà chơi cái gì đấy? Lên đi. Lên đi gà. Mày đứng trước, lên đi. Anh số 10 đi. Mời em Lee Hajik. Điều đầu tiên đó chính là thể lực. Cho nên là tôi muốn hai bạn nắm tay nhau và cùng nhau thử sức mình bằng cách là đúp liu 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 cho tới khi nào hết hơi thôi. Đó. Rồi. Cầm tay nhau đi. Quay mặt về hướng camera cho người ta dễ lấy hình này. Rồi, 3 2 1 đúp liu 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 liu. Ui giời ơi, yếu tắt. Anh này lưỡi. Cái thằng này Liari này lưỡi yếu tắt. Đúng không? Lưỡi chưa linh hoạt lắm. Sút trước. Bên này sút trước đúng không? Và bên này chọn khóa tay nào của Nick ạ? Tay phải. Rồi, bên này chọn khóa tay nào? Tay trái đi. Tay trái đi. Rồi, xin mời Nick về vị trí ạ. Rồi. Rambo. Tâm lý. Tè sút thẳng vào giữa. Có điểm dành cho Rambo. Mời, xin mời đón bên đây. Đâu anh Khôi ơi. Lê Khôi. Dễ. Tay đỏ ngay. Mời em về. Em này về. Ok. Em rất xin thăm lên. Mất quyền tứ điểm luôn mà. Lên rồi. Được chưa? Sút chính xác phết đấy chứ, sút chính xác phết đấy chứ. Nào. Đẹp Nguyễn. Trời ơi. Trời ơi, sút kìa. Trời sút nhẹ tách nhìn tay kìa.
sút như thế thì gôn nào bắt được các bạn? Sút như thế này thì gôn nào bắt được? Sút như thế thì kể cả gôn có bay đúng hướng, kể cả gôn có bay đúng hướng không thể nào bắt được. Sút quả góc quá khó. Không những nhá, không những nó cao, không những nó cao nó còn hiểm, lực sút nó lại còn căng. Sút tới bắt làm sao được, sút tới bắt làm sao được, đúng chưa? Này, không những thế nhá, mắt lại còn đánh lừa thủ môn. Đấy. Này, tôi nhìn bên phải này, đấy chưa? Đấy, mắt tôi nhìn bên phải này, đấy, Nick định đổ bên phải không? Đấy, tôi nhìn bên phải đấy chưa? Mắt tôi vẫn nhìn bên phải nha. Ơi ơi ơi. Nhưng mà chân tôi lại sút bên trái. Bắt làm sao được? Bắt làm sao được? Bắt được gì? Bắt được gì? Ôi giời ơi, rồi. Anh này sao đá lại còn mắt lại còn lác nữa không? Lại còn mắt lại còn lác nữa cơ. Anh này rút lại còn chân sáo nữa này. Anh rút lại còn chân sáo nữa mà. Anh chờ con nhí. Vâng, ở lượt tốt cuối cùng, thủ môn được bỏ hai tay. Ui. Anh này tâm lý. Anh vodka quang là tâm lý. Ui giời. Sút tặng vào chỗ thủ môn mà. Đấy, sút cả bóng đúng chỗ thủ môn luôn. Hay quá. Rất căng rồi. Hay rồi. Vâng, như vậy là sau những lượt sút rất là căng thẳng cái thời điểm này thì vẫn căng. Vẫn căng. Bởi vì tỷ số là 5 đều. Yes sir. 5 đều và bây giờ chúng ta cần phải phân định thắng thua. Ở lượt này thì chúng ta sẽ chơi với sudden death. Tức là bên đội nào đá hỏng là đi luôn. Và các bạn phải chọn ra một người đại diện cho đội của các bạn bước lên đá quả quyết định. Đấy, thì lúc này bắt đầu tôi mới suy nghĩ này. Đội tôi có hai thằng đá trượt. Một là Quang Vodka, hai là Lee Harry. Thì tôi nghĩ là đến cái thời điểm hiện tại thì chắc chắn là tôi sẽ để cho hai anh em ấy lên đá. Tôi bàn với các anh em team tôi là sẽ để cho một trong hai anh em lên đá để cho các anh em ấy có cơ hội để làm lại sau những tình huống đá trượt. Đấy. Thế là bên tôi là bàn luận một lúc thì quyết định là cho Quang Vodka đá. Này. Đẹp đi. Đẹp hay Rambo ạ? Chơi đi đẹp. Rồi, đẹp luôn. Rồi, bên này thằng đẹp đá. Thế trước khi lên đá, thằng Nick bảo là đẹp đá đây này. Trời nhắc quá ra là hai anh này là có quen nhau. Anh Nick kêu Trần với cả anh Đép Nguyễn là có quen nhau. Thế lúc anh Đép, anh Nick bảo cho đẹp đá đấy. Đấy còn xui bên kia cho đẹp mà đá mà. Thế là anh Đép mới lên sút, thì anh Nick kêu Trần bảo đá đây này. Chỉ cho hướng sút luôn. Chỉ cho hướng sút luôn mà. Cố lên đẹp, đẹp Nguyễn. Đẹp Nguyễn và Nick Trần. Đẹp Nguyễn. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Thấy chưa? Đá thẳng vào chỗ anh ấy luôn mà anh ấy bay đi mà. Thế mà anh ấy bay đi. Cày. Đẹp Nguyễn. Làm kèo. Có kèo. Có kèo với thủ môn. Vodka Wang, anh trai bắn chim. Quang ơi. Anh này tâm lý. Anh Quang này thì tâm lý. Quang ơi. Trời ơi.
sao chỉ số sút của anh ấy lên đến 108 vậy? Tại sao vậy? Quý vị, như vậy loạt quyết định vừa rồi đúng không ạ? Chúng ta đã thấy được Đẹp Nguyễn đã giành chiến thắng được trước Minh Trần, thì tôi muốn hỏi rằng hai anh em là trước đấy quen nhau không trước không ạ? Có quen nhau mà. Rồi như Nick đánh giá nhau về các cú sút ngày hôm nay. Các anh trai thật sự là sút rất là hay, nên không ngờ là mọi người sút đều chân như vậy. Nick có thăm dò nãy giờ đứng từ xa xem rồi thì thấy cũng hơi sợ cho bản thân, nhưng mà ra đúng là sợ thật. Và phần thắng đã thuộc về đội của Đẹp Nguyễn, Rambo và tất cả anh em ở bên tay trái tôi đây. Một tràng vỗ tay dành cho những người chiến thắng ạ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bước đầu tiên. Đấy. Và đội giành chiến thắng thì các bạn được tổng cộng là 21 điểm chia đều cho 7 thành viên. Chúc mừng các bạn. Nhưng các bạn là đội về nhì vẫn có điểm. 7 điểm chia đều cho 7 thành viên. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với thử thách tiếp theo của trạng huấn luyện thành viên. Trông có vẻ không vui lắm, trông mặt là có vẻ không vui lắm. Sẽ chuẩn bị đến với thử thách tiếp không theo. Không vô tay luôn. Anh trai FC Online ngày hôm nay. Anh Nick Quy Trần thì thực ra là mình cũng đã quen từ trước rồi. Tuy nhiên là mình cũng biết được là cái khả năng bắt của anh ấy rất là kinh. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ bị bắt gọn thôi. Tuy nhiên thì đấy cũng là một phần may mắn. Và mình cũng là người sút đầu tiên luôn. Cái áp lực nó khá là lớn và mình đã làm được. Khoảnh khắc ấn tượng nhất của mình có lẽ là lúc mà mình đối đầu với Nick Quy Trần. Vì bạn ấy đến gặp mình và bạn ấy có dằn mặt mình. Đấy là: anh ơi, em là fan của Tottenham. Và đó cũng chính là cái điều mà mình đã, hai anh em không hẹn nhau nhưng mà quyết tâm là sẽ phải đối đầu với nhau một cách cực kỳ quyết liệt ở trong cái màn đá bên đi. Và rất vui là mình thắng. Arsenal đối đầu Tottenham. Cuộc đua của 14 anh trai FC Online đã chính thức bắt đầu. Quyền quyết định sẽ nằm trong tay bạn. Hãy ủng hộ và bình chọn cho các anh trai tại anhtrai.fclive.gaina.vn và nhận ngay thẻ Votalite Ambassador của các anh trai cũng như cơ hội săn 10.000 FC hoàn toàn miễn phí. Votalite Ambassador. Vâng, chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với trại huấn luyện bóng đá anh trai FC Online. Ui, trò này thì đúng tủ. Sau bài kiểm tra về kỹ năng sút có vẻ như trò này đúng tủ. Khá nhiều tiếng cười. Thì bây giờ sẽ bước vào bài kiểm tra về kỹ năng chuyền bóng, một kỹ năng rất quan trọng trong FC Online. Để thể hiện cái sự đoàn kết của chương trình thì ngay lập tức các thành viên của hai đội bây giờ tan rã luôn. Đi đâu đi à? Tức là bây giờ mọi người chưa chắc đã là đồng đội ở game tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chia lại đội. Và Chris Van, bạn sẽ giúp tôi. Thế nát anh giơ lên xem nào. Hey. Vâng. Nát anh có thâm không? Không. Không thâm thì bây giờ chúng ta sẽ chơi bốc thâm. bốc thâm. Cay thật, chơi bốc thâm thì thành bốc thâm. Đây. À, dài về một bên, ngắn về một bên. Bây giờ dài sang bên trái giúp tôi ạ, ngắn sang bên phải ạ. Như vậy là chúng ta đã có hai đội mới đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần để vào cái bài test về kỹ năng chuyền. Rồi xong. Nhìn hai bên lực lượng là các bạn biết đội nào thắng luôn. Nhìn hai bên biết ngay đội nào thắng, đội nào thua rồi. Nhìn phát biết ngay. Đấy. Đội nào có Lê Khôi, đội đấy auto thắng. Hai đội sẽ cùng thực hiện bài này với hình thức rất là quen thuộc. Chúng ta nhìn thấy trong bóng đá rồi. Đó là game trước vừa thua à? À ừ. Game trước là em Quang Vodka sút chứ tôi sút vào mà. Hơi đen thì thôi nhá. Bài kiểm tra chuyền đá bóng ma. Lần lượt từng đội chơi, lượt 1, đội A 7 người chuyền bóng với game đội B 2 người đá ma. Mỗi đội có 7 rào chuyền bóng, tương ứng với 7 mạng để ma bắt. Mỗi lần ma bắt hoặc chuyền bóng quá 3 lần chạm bóng hoặc bóng bay xa ra khỏi khu vực quy định thì sẽ bị mất lượt và bắt đầu lại lượt mới. Mỗi đường truyền thì người chơi phải đếm số bằng miệng. Kết thúc mỗi lượt thì con số cuối cùng được ghi nhận. Kết quả cuối cùng sẽ tính con số cao nhất sau 7 rào truyền bóng. Mỗi đường truyền xả háng được cộng thêm 3 điểm vào rào đó. Lượt 2, tương tự cho đội B. Đội thắng sẽ nhận được 21 điểm chia đều cho 7 thành viên. Đội thua sẽ nhận được 7 điểm chia đều cho 7 thành viên. Thế tôi xung phong làm ma. Thế mày với tao làm ma, tao phải bắt chết luôn. Hai ma đây à? Hai ma đây. Lực phết nhờ. Bên phía này ma là anh Lê Khôi và anh trai Bông Mai. Rồi, bên này ma là anh Thái Linh và anh Brexit Ham đúng không? Ok. Bây giờ thì
quiz fan sẽ phân định xem mà đội nào sẽ đá trước, đội nào sẽ làm má trước. Vâng, xin các bạn cử một người đạo diễn của đội nhìn này. Nhìn lên luôn đi. Ok. Anh em có ca. Đúng rồi. Rồi lúc nào cũng là Võ Quang Quang. Mỗi bạn tưng bóng đi. Ai nhiều hơn thì người đó đi trước. Ê, em nhường anh này. Anh nhường trước, em trước, em trước. Chỉ một lần thôi nha, không nha. Một lần thôi. Rồi. Ui. Ui, cái được đấy. 3 rồi, 3. Cả quả kia mà. Anh có đếm nhầm hai quả đây. Đấy, một cái vào chân này của em. Đấy, ừ, 3 chân rồi. 3 chân đá, 3 chân ba, luôn. 3 quả. Cố lên, bây giờ em chỉ cần 1 2 3 4 5. Thắng rồi, thắng rồi. Rồi, 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 rồi. Thế bên đội này muốn đi trước hay đi sau? Bắt ma trước đi. Ừ, bắt ma trước, đúng rồi. Ok. Cho mình khỏe đã. Mình đá trước, mình đá trước. Sẵn sàng chưa? Rồi, okay. Sẵn sàng. Rồi, hai ma đứng vào khu vực sát nhau ở giữa giúp tôi vậy ạ. Ủa, nhầm bên à? Sẵn sàng chưa? Rồi, okay. Rồi, hai ma đứng vào khu vực sát. Ừ, ok định ơi. Sao anh Khôi lại chơi bẩn là như nào? Anh Khôi làm gì mà bảo anh Khôi chơi bẩn? Nhau ở giữa giúp tôi vậy ạ. Đếm. 1 2 à, không bao giờ qua được tôi, không bao giờ qua được tôi, sở trường rồi này. Bây giờ thấy chưa, bắt ngay sở trường ngay. Có đấy. Không sao, không sao, không sao, hay rồi. Đếm. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Mới chỉ lượt 2 và cũng chỉ là số trường là 2. Ôi được chưa chết. Ui giời ơi. Chưa chết. Ừ. Từ từ ơi, từ từ ơi. Trái, trái, trái. Ơi. Bắt ngay, bắt ngay, bắt ngay. Trái, trái. Em ông Mai bên này hớ hênh quá. Ơi. May mà có tôi hỗ trợ, may có tôi hỗ trợ. Đấy. Trái, trái. Ơi. May có tôi mà hỗ trợ ở đây. Để CDM Gulit mà. Ui. Hay quá. Còn đấy. Hết rồi. Ui. Đấy luôn. Hết rồi, đấy, ô hết rồi mà. Hay quá. Còn đấy. Hết rồi. Ui. Đấy luôn. Khó nhờ. Khó nhờ. Hai này. Ôi đừng đá bổng. Xôi rồi, bắt hết. Bắt hết, bắt hết. Bình tĩnh lại. Em. Hay quá. Ôi hay. Ui. Ôi. Rồi, một tràng vỗ tay dành cho phần chơi vừa rồi ạ. Thấy chưa, bắt hết. Rồi, bây giờ xin mời đội tiếp theo chúng ta vào ạ. Cái này như bị ngược hai bên này. 3, 2, 1. Rồi, di chuyển liên tục đấy. 2. 2. 1. Hay quá. Đá được tôi. Hay nhìn ơi. Lượt 2, lượt 2. Wrestling time mà. Wrestling game. Bộ đôi hoàn hảo. 2. Okay. Thế anh Ben chuyển nó quả bóng lùi mẹ tất đằng này. Wrestling game. Bộ đôi hoàn hảo. Chuyển quả bóng chạy mẹ ra ngoài này luôn mà. 2. Bộ đôi hoàn hảo. Hay. Từ đơn trượt. Yeah. À cam tre à? Thì không nói. Trời ơi, đây để đây nhá. À rồi. Để đây được chưa? 2 3. Ô ô ô. 1 2 2. Ôi giời. Yeah. Thành ra là đỡ đơn trượt. Ôi da ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Hai. Bóng là hai. Đứng ra ngoài. Lượt thứ 5. Ôi da ngoài. Thế đá của bóng toàn đứng ra ngoài. 3. Cứ đứng tịt thật ra ngoài. Ôi da ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Hai. Bóng là hai. Nộp lượt thứ 5. Cố lên. Cố lên. Chuyển lại đấy. Thoải mái luôn. Bình tĩnh thôi. 3. Con ba. Hai. Rồi. Vâng, như vậy là các anh trai đã kết thúc phần test kỹ năng về chuyền bóng. Và kết quả cũng tương đối sát sao rồi.
Bên phía đội tay trái của tôi đã trải qua 7 lượt đá và số chuyền cao nhất là 8 chuyền. Ở bên phía tay phải của tôi số chuyền cao nhất là 4 chuyền nhưng mà có một quả sọ háng. Một sọ háng và các bạn được cộng 3. 4 cộng 3 là 7 chuyền. Ui giời. Sát nút. Đúng một điểm. Sát nút. Và đội chiến thắng chính là đội của Lê Khôi. Không may là mà. Và các bạn được 21 điểm chia đều cho 7 thành viên. Và đội về nhí, chúng ta vẫn có điểm, 7 điểm chia đều cho 7 người. Trước mỗi người, một điểm. Chương trình này thì mình nghĩ là chắc cũng giống như mấy lần trước mình đi quay thì cũng đơn giản thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà được trải nghiệm chương trình thực tế như này thì mình thấy là mệt, rất mệt. Nhưng đổi lại là mình được sức khỏe, mình được giao lưu cùng với các anh trai đã cùng nhau phát triển cộng đồng SEO Online. Một cái sự liên kết với nhau. Không phải là trên mạng xã hội nữa nhưng mà đây là ở ngoài đời và một chương trình thực tế. Khi mà nhận được cái lời mời đến cái trại huấn luyện này thì em biết là sẽ có những cái thử thách ở ngoài trời. Em thì lại rất tự tin về những cái bài kiểm tra về thể chất hay là về tất cả mọi thứ. Thì em đau chân đi. Em cứ bài kiểm tra về thể chất xong rồi vào em đau chân đi. Cha lắm ăn thì được cả buồn em lắm em nhìn ạ. Liên quan đến hoạt động bên ngoài. Nhưng mà gần đây thì em lại bị một cái chấn thương. Em cứ đau chân thôi. Đấy, cho nên là hơi buồn một tí vẫn với những có cái bài mà hoạt động ở bên ngoài ấy. Vâng thưa quý vị, như vậy là tập phát sóng ngày hôm nay đi đến hồi kết rồi. Và quý vị khán giả cũng có thể theo dõi bảng xếp hạng tạm thời của chúng ta. Chúng tôi đã để... Rồi, tôi được đâu đấy 4 điểm nha. Đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 trên màn hình. Và đừng quên, những số tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục có những thử thách còn hay ho và thú vị hơn. Yes sir. Hãy cổ vũ các anh trai của FC Online nhiều hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Và cũng đừng quên là quý vị và các bạn cũng có thể sở hữu thẻ cầu thủ của 14 anh trai là hoàn toàn tại trang sự kiện anhchai.fconline.gaia.vn. Cuộc đua đã chính thức bắt đầu rồi và hãy ủng hộ cũng như bình chọn cho những anh trai của mình yêu thích nha. Và các bài huấn luyện khắc nghiệt đến tê liệt tiếp theo. Thế thôi, như quên chưa cập nhật hay sao ấy. Anh trai của FC Online ở tập phát sóng tiếp theo trên các kênh sóng của EA Sports FC Online Việt Nam. Xin chào. Đúng thật mẹ chưa cập nhật à. Anh em nhớ vào vote cho tôi với nhớ vào vote cho tôi đấy. Thế